Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 57. Chương 561. Giỏi dùng vật ngoài thân mới là người quân tử. Không đợi Bạch Thần và Long Duyệt Hồng đáp lại, Nghiêm Diểu đã tự mình cảm khái. Anh ta là một người không hoàn chỉnh, làm sao dễ tìm trái tim thích hợp được. Cho dù là con người bình thường, việc này cũng phải xem vận may nữa là. Chỗ tôi có nhiều khách hàng đợi 2-3 năm cũng chưa có cơ quan thích hợp, lâu hơn nữa cũng không có, không đợi được thì cơ bản có nghĩa là chết, hoặc là dùng cách khác. Các cô tìm anh ta làm gì? Anh ta nợ các cô rất nhiều tiền, đã từng hãm hại các cô. Tôi thấy anh ta cũng không giống nhân vật có bối cảnh gì, tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng tính tình rất ôn hòa. Không cần phải nói nhiều như thế. Long Duyệt Hồng dần có cảm giác một bầy muỗi đang vo ve bên tai. Bạch Thần lại gật đầu nói, anh biết chỗ ở của anh ta không? Nghiêm Diểu mỉm cười, tôi cũng muốn biết, nhưng anh ta không muốn nói. Người đến chợ đen đều rõ, tuyệt đối không thể để lộ thân phận thực sự và địa chỉ của mình ở nơi này. Các anh không bao giờ tưởng tượng ra được đường Antana rốt cuộc đang có bao nhiêu người xấu ẩn náu. Có lẽ chỉ là một con cho ngồi xổm bên đường đi bậy, cũng đã từng theo đuôi một tên xui xẻo nào đó, làm hắn ngã xuống đất, lặng lẽ kéo vào trong hẻm nhỏ, trở thành thức ăn mà cắn xé đến chết. Lần này, Long Duyệt Hồng không chê Nghiêm Diểu lắm mồm nữa, vì cũng coi như thú vị. Trên đất xám có rất nhiều sinh vật biến dị, một con chó cũng có khả năng vô cùng nguy hiểm. Mà ở khu thanh cảm lãm, động vật lang thang chính là nguyên liệu nấu ăn trong mắt các cư dân, một con chó không có chút bản lĩnh thật sự là không sống nổi. Bạch Thần lại hỏi, có thể mua lại tư liệu loại hình phù hợp với anh ta không? Nghiêm Diểu thu lại vẻ cười hì hì, nghiêm túc nói, cô không giống người lần đầu tiên tới đường Antana, hẳn cũng từng nghe nói đến tôi. Không lẽ không biết tôi có thể trở thành tay buôn cơ quan cơ thể người nổi tiếng ở thành phố Ban Sơ là dựa vào kín miệng và giữ chữ tín sao? Nói đến đây, hắn lại cười nói, cho dù tôi muốn gài bẫy các cô, cũng sẽ gài bẫy một cách rõ ràng, khiến các cô phải cam tâm tình nguyện. Bạch Thần kết thúc đề tài này, chuyển sang hỏi thành phố Ban Sơ còn có những tay buôn cơ quan cơ thể người không chính quy nào. Ra khỏi chợ đen, Long Duyệt Hồng thở dài, mệnh lão Hàn thật khổ. Từ những từ ngữ then chốt mà Nghiêm Diểu nói ra như người không hoàn chỉnh, trái tim, hắn có thể xác nhận đối phương thực sự đã từng gặp Hàn Vọng Hoạch. Mà ở nơi giao dịch nội tạng phát triển nhất, Hàn Vọng Hoạch cũng không có loại phù hợp, chỉ có thể tìm con đường khác. Còn có chúng ta, còn có trái tim máy. Bạch Thần bình tĩnh nói một câu. Tên buôn nô lệ Vưu Kim từng bắt cô kia còn từng cấy ghép một trái tim nhân tạo loại hình máy móc. Tuy rằng kỹ thuật này dường như còn khá nhiều vấn đề, gặp đủ loại di chứng, nhưng dùng để duy trì mạng sống, thậm chí nhận được sức mạnh vượt qua người bình thường là hoàn toàn đủ. Không phải nói nó quá đắt, lại bị kiểm soát sao? Ngay cả thủ lĩnh đội bắt nô lệ Vưu Kim cũng chỉ có thể tìm một công xưởng rẻ, cấy ghép sản phẩm không chính quy. Long Duyệt Hồng thầm lẩm bẩm một câu, nhưng không nói ra miệng. Tuy nhìn Bạch Thần có vẻ như đã thoát khỏi chuyện cũ, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên cố gắng bớt nói đến cái tên Vưu Kim. Hắn tìm lời hỏi, tay buôn nội tạng kia chắc là không nói dối, cô cảm thấy thế nào? Bạch Thần nhìn hắn, chỉ có thể xác định Hàn Vọng Hoạch đã đến tìm hắn, nói đến chuyện ghép tim, nhưng chuyện khác tôi không rõ thật giả lắm. Nhưng tôi có chú ý đến một điểm, lúc hắn quan sát chúng ta hoặc muốn che giấu gì đó thì sẽ nói đặc biệt nhiều. Nói chung, chúng ta vẫn quan sát hắn, đồng thời chú ý đến các tay buôn cơ quan cơ thể người khác. Được. Long Duyệt Hồng rất có tính chủ động trong việc tìm Hàn Vọng Hoạch. Trong chợ đêm, khu vực thuộc về Nghiêm Diểu. Tay buôn nội tạng người quay người lại, đi vào căn phòng phía sau, khẽ gõ cửa. Có thể ra rồi. Hắn vừa cười vừa nói. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao gầy bước ra. Anh ta để đầu đinh, tròng trắng mắt hơi vàng, lông mi lộn xộn, trên mặt có hai vết sẹo một dọc một ngang, nhìn rất hung dữ. Chính là Hàn Vọng Hoạch mà tổ điều tra cũ đang tìm kiếm. Trông về phía con đường dẫn tới lối ra chợ đen, Hàn Vọng Hoạch đeo súng trường khẽ thở hắt ra. Kẻ thù? Nghiêm Diểu mỉm cười hỏi. Hàn Vọng Hoạch lắc đầu, bạn bè quen biết lúc trước. Sao không gặp họ? Nghiêm Diểu hiếu kỳ hỏi. Hàn Vọng Hoạch trả lời ngắn gọn, anh không cần biết. Nghiêm Diểu ha một tiếng, nếu không phải tôi tốt bụng, cho anh trốn trong phòng, anh đã bị họ phát hiện rồi. Việc này có gì không tiện nói.
không ngoài mấy lý do không muốn liên lụy đến bạn, không muốn dùng dáng vẻ hiện giờ để gặp bạn bè, mọi người chỉ làm bạn ở bề ngoài. Hàn Vọng Hoạch im lặng không trả lời, đợi đến khi Nghiêm Diểu lan man xong. Nghiêm Diểu không vướng bận chuyện này, lại nói, sao hôm nay anh đã tới rồi? Đâu ra loại hình phù hợp nhanh như vậy? Anh mở máy móc cũng cần tốn chút thời gian. Một ngày đã có báo cáo loại hình phù hợp, anh dám tin à? Anh làm cây ghép tim đấy, nếu xảy ra chút vấn đề, ngay cả bàn mổ anh cũng không xuống được. À đúng rồi, đến lúc đó anh phải ứng trước phí môi giới cho tôi không muốn đòi tiền người chết đâu. Làm nhảm một hồi, Nghiêm Diểu đột nhiên nở nụ cười, nhưng lần này hy vọng rất lớn đấy, vừa vặn có một người tình nguyện bán tim, tình huống rất giống anh, chưa biết chừng có thể thích hợp. Sao lại nói là rất giống? Trong giọng Hàn Vọng Hoạch mang theo chút chờ mong. Nghiêm Diểu cười nói, cô ấy, đúng vậy, là một người phụ nữ, vốn là người bình thường, sau đó bị nhiễm xạ ở vùng đất bỏ, hoang khu bờ Bắc, xuất hiện sự biến dị nhất định, mà chủ yếu là ở tim. Cô ấy cũng mắc loại bệnh nào đó vì nguyên nhân này, kéo dài đến giờ gần như ngang với bệnh nan y. Yên tâm, tim cô ấy không có vấn đề gì, có thể cấy ghép, nhưng cô ấy có một yêu cầu, cũng là lý do mà cô ấy tình nguyện bán tim. Hàn Vọng Hoạch im lặng nghe xong, lên tiếng hỏi, yêu cầu gì? Hiện giờ còn chưa nói được, đợi kiểm tra độ thích hợp, hai người gặp mặt trò chuyện đi. Tôi chỉ nhắc nhở anh, độ khó hơi cao. Nghiêm Diểu nhanh chóng bỏ qua đề tài này. Hắn nhìn về phía lối ra của chợ đen, thực sự không gặp gỡ mấy người bạn kia. Tôi thấy dáng vẻ của họ chắc sống cũng không tệ lắm, cũng có chút thực lực, sau này kiểu gì cũng có thể giúp đỡ được chút ít. Hàn Vọng Hoạch im lặng một lát rồi chậm rãi lắc đầu, không cần. Khu Thanh Cảm Lãm, Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu cầm tư liệu về tình hình dịch bệnh vô tâm lần này, đến lần lượt từng nhà thăm hỏi. Sau khi dùng cách cắt điện để ép Tiểu Sung ra trong phạm vi không thể thu nhỏ được nữa, họ lại quay về quy đạo ban đầu, hy vọng có thể tìm được đầu mối từ các ca bệnh vô tâm lần này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đợt bùng phát bệnh vô tâm này có liên quan đến Tiểu Sung, nhưng cũng chưa chắc đã là thật. Ôi! Tương Bạch Miên cúi đầu liếc nhìn tư liệu trong tay, đã đi một lượt rồi, tôi cảm thấy chúng ta còn chuyên nghiệp hơn quản lý trị an của mấy con đường này, nhưng không ai phát lương cho chúng ta. Thương Kiến Diệu giơ tay sờ cằm, học giọng điệu Tương Bạch Miên thường dùng, phải đổi cách nghĩ khác. Đổi thế nào? Tương Bạch Miên lầm bầm một tiếng, chúng ta đã điều tra theo các phương hướng nên điều tra rồi. Cho nên phải tách rời khỏi quy luật bình thường, thay đổi mục tiêu. Thương Kiến Diệu nói một câu thừa thãi vô cùng chính xác, nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Tương Bạch Miên ngẩn ra, thay đổi mục tiêu. Cũng phải. Tiểu Dung không phải một mình, không, cậu ta chỉ có một mình, nhưng cậu ta còn có hai con thú cưng ngựa ác mộng, mèo an giấc. Tương Bạch Miên nghiêng đầu nhìn về phía Thương Kiến Diệu, nói như có điều suy nghĩ, tạm thời chúng ta không đi tìm Tiểu Sung vội, tìm ngựa ác mộng và mèo an giấc. Thương Kiến Diệu vỗ tay. Tiếp đó anh cười nói, ngựa ác mộng và mèo ma không phải ngày nào cũng ở trong nhà, trông chúng có vẻ thích ra ngoài đi dạo. Với cả, chúng là động vật, mà làm thế nào để dụ động vật, con người chúng ta có khá nhiều cách. Trên mặt Tương Bạch Miên dần có ánh sáng. Thương Kiến Diệu cũng phấn khởi, đúng vậy, chỉ cần bắt được Kiều Sơ là có thể dùng hắn dụ ngựa ác mộng tới. Khóe miệng Tương Bạch Miên khẽ giật giật, đầu tiên, anh phải tìm được Kiều Sơ đã. Hai người chú ý đến số ít người qua đường, kiểm soát âm lượng, thảo luận làm thế nào dụ được một con ngựa và một con mèo trong rừng ra. Lúc nói chuyện, họ đã quay về. Đường ra be, nhìn thấy khách sạn Ugo. Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, mỉm cười, tôi lại quên mất còn có một người có thể giúp đỡ. Tôi còn chưa kết bạn với ông chủ Ugo đâu. Thương Kiến Diệu nghi hoặc nói. Tương Bạch Miên để lộ ra nụ cười mang thương hiệu của cô, không cần kết bạn, chúng ta dùng lợi để dụ. Anh còn nhớ ông chủ Ugo có năng lực gì không? Ảnh hưởng đến giấc mơ. Ý cô là, phải chăng ông ta hứng thú với ngựa ác mộng? Mà sau lưng ông ta dường như còn có một tổ chức giáo phái bí ẩn, nhân thủ cũng không ít, vừa vặn có thể hỗ trợ tìm người. Thấy ánh mắt Thương Kiến Diệu nhìn mình có chút kỳ lạ, Tương Bạch Miên bất giác bổ sung, không phải là lợi dụng, mà là giỏi dùng vật ngoài thân mới là người quân tử. Thương Kiến Diệu như hiểu ra, thì ra ông chủ là vật ngoài thân. Là công cụ, Tương Bạch Miên nhất thời không thể phản bác. Cũng may, Thương Kiến Diệu không tiếp tục đề tài này, cảm khái, đây gọi là cùng giấu hút nhau. Cái quỷ gì? Tương Bạch Miên cười mắng một tiếng,
lẩm bẩm, người thức tỉnh và sinh vật biến dị cùng lĩnh vực có lẽ sẽ thu hút lẫn nhau. Nói đến dây, cô ừm một tiếng rồi nói, nhưng chúng ta phải nhắc nhở ông ta Tiểu Sung nguy hiểm đến mức nào. Mượn dùng lực lượng của người khác không thể khiến người ta rơi vào trong hố được. Đây là bạn đó. Thương Kiến Diệu suýt thì cất giọng hát, cũng may Tương Bạch Miên kịp thời ngăn lại. Hai người nhanh chóng đi vào khách sạn, thấy Ugo mặc quần áo đơn giản đang ngồi trước sân khấu, tính toán sổ sách gần đây. Ông chủ, ông có từng nhìn thấy sinh vật này không? Tương Bạch Miên miêu tả lại ngoại hình đặc thù của ngựa ác mộng. Ugo nhìn cô như nhìn một kẻ ngu, lúc trước không phải đã hỏi rồi sao? Không có. Tương Bạch Miên nhân cơ hội cười nói, ha ha, lần trước miêu tả quá đơn giản, không đủ chi tiết, nên muốn hỏi lại lần nữa, tránh để bỏ sót. Sinh vật biến dị này có thể ảnh hưởng đến giấc mơ của loài người, khiến mục tiêu im hơi lặng tiếng chết đi. Ánh mắt nhìn Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu của Ugo chợt đọng lại. Các bạn đang nghe truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 562, hoàn thành. Không đợi Ugo hỏi, Tương Bạch Miên đã tự nói, chúng tôi từng đụng phải nó ở một phế tích thành phố. Cô kể lại chuyện ngựa ác mộng làm thế nào khiến một số lượng lớn thợ săn di tích chết trong mộng. Nhóm mình trải nghiệm năng lực kia mà không gây ra thay đổi quá lớn ra sao, chi tiết tường tận, khiến người ta tin tưởng. Ugo im lặng nghe xong, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu. Thế mà các cô vẫn còn sống, ông ta dùng giọng điệu bình thản trước sau như một nói. Vừa rồi Tương Bạch Miên không nói tổ điều tra cũ làm thế nào thoát khỏi được giấc mơ chân thực của ngựa ác mộng. Không, chúng tôi đã chết rồi. Thương Kiến Diệu trầm giọng đáp. Bây giờ ông chỉ đang nhìn thấy hồn ma của chúng tôi, nó tồn tại vì lý tưởng. Thấy Ugo không biết tiếp hai câu này như thế nào, Tương Bạch Miên cười nói, chúng tôi có bạn. Cô nói hoàn toàn là sự thật, lúc đó chủ yếu dựa vào Thương Kiến Diệu nảy ra suy nghĩ phát huy thằng hề suy luận ngay tại trận. Nhưng kết hợp với tình huống hiện giờ của tổ điều tra cũ sẽ khiến người ta trực tiếp cho rằng người máy kia phát huy tác dụng quan trọng. Ugo hơi hạ mí mắt xuống, sau đó lại trở về bình thường, đầu khẽ động đậy. Tương Bạch Miên tiếp tục nói, điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là con ngựa đó có chủ nhân nó thậm chí còn có thể thuần hóa vô tâm giả cao cấp, vô cùng nguy hiểm. Một vị cha chú chúng tôi quen nói cho chúng tôi biết, chủ nhân con ngựa kia có thể hủy diệt cả thành phố này. Chỉ cần số lượng người thức tỉnh cấp bậc hành lang tâm linh ở đây ít đến một mức độ nhất định. Ugo không bỏ qua lời nhắc nhở của Tương Bạch Miên, vẻ mặt lạnh nhạt vừa thêm phần nghiêm trọng. Mà từ những lời vừa rồi, ông ta còn bắt được một chi tiết, đội ngũ trước mặt này có bối cảnh rất lớn. Lúc vị cha chú của họ thảo luận về chủ nhân con ngựa kia, giọng điệu thoải mái tự nhiên, tỏ ra vô cùng bình đẳng. Đại khái là như vậy, nếu ông có nhìn thấy, thì phiền báo cho chúng tôi biết, sẽ có thủ lao. Tương Bạch Miên nói với giọng điệu không thân quen thì không nói nhiều, dùng cách thức bình thường để kết thúc cuộc trao đổi. Cô lập tức khẽ vỗ lên trán mình, ôi, suýt thì quên mất, nếu hôm đó chúng tôi không có trong khách sạn, thì ông cứ viết tin tức tương ứng vào giấy, nhét vào phòng chúng tôi. Ugo nhìn cô và Thương Kiến Diệu, không nói được, cũng không nói không được. Ra khỏi khách sạn, Tương Bạch Miên thở phào một hơi, về nghỉ ngơi thôi, tiếp theo phải xem lúc nào ông chủ có thể cho chúng ta tin tức. Dùng cách tìm kiếm như biển rộng tìm kim thế này cũng không phải là cách. Thương Kiến Diệu quay lại liếc nhìn khách sạn, chúc phúc một cách chân thành, hy vọng Tiểu Sung không dọa ông chủ và người của giáo phái ông ta chết khiếp. Thời gian chờ đợi và quan sát nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày tổ điều tra cũ giao dịch với Lê Man. Các cô kiểm tra đi. Lê Man bảo đám người Rondan khiêng hai thùng gỗ đến. Long Duyệt Hồng, Bạch Thần mỗi người mở một thùng, nghiêm túc xác nhận xem có vấn đề gì không. Thiết bị khung xương quân dụng loại AC-45 tuy không phải là loại mới nhất nhưng cũng đã được lắp thêm các mô đun. Cô thậm chí có thể chơi trò chơi trên mặt nạ bảo hộ của mũ giáp. Lê Man tiện mồm giới thiệu, cánh tay người máy đa chức năng loại T1 do công nghiệp liên hợp chúng tôi sản xuất, điểm mạnh rất rõ ràng, thao tác cực kỳ chính xác, tuyệt đối không tệ. Có thể hoàn thành những chuyện yêu cầu cao về tính chính xác, nghe nói có thể kết nối với thần kinh trong cơ thể người, có sử dụng kỹ thuật của sinh vật bàn cổ. Ha ha, tuy danh tiếng của sinh vật bàn cổ không tốt lắm, khiến người ta chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng có vài kỹ thuật thực sự vô cùng mạnh,
thảo nào nhiều người cho rằng đây là một trong những hung thủ hủy diệt thế giới cũ. Đám người Tương Bạch Miên, Long Duyệt Hồng không khỏi nhìn nhau. Đúng vậy, chúng tôi chính là tổ chức phản diện lớn đó. Nó còn có chức năng nào? Thương Kiến Diệu không kịp chờ đợi, gặng hỏi tình hình cánh tay người máy. Lê Man liếc mắt nhìn cánh tay người máy màu thiếc đen kia, nhớ lại rồi nói, nó có một mô đun năng lượng. Có thể cung cấp trợ lực bên ngoài, khiến anh có thể tung ra nấm đấm cực mạnh, có thể bóp gãy cổ người bình thường. Nó có thể bắn ra lưỡi dao, ống tiêm, ống phun khí, cụ thể sẽ sinh ra hiệu quả gì thì được quyết định bởi việc các anh sẽ lắp cái gì trước. Nó có mô đun laser, có thể ép năng lượng dự trữ, phóng ra laser với cường độ không thấp, nhưng dù sao cũng không thể so với thiết bị khung xương quân dụng, mỗi lần bắn không được bao nhiêu. Nói xong câu cuối cùng, Lê Man khoe khoang, loại hợp kim mà cánh tay người máy dùng chịu lực rất tốt, đã từng có người bắn thẳng một quả pháo vào chính diện. Anh ta dùng cánh tay người máy này để chặn lại. Long Duyệt Hồng ngạc nhiên ngắt lời. Lê Man lắc đầu, không. Ý tôi là, tuy cả người hắn bị nát bét, nhưng cánh tay người máy vẫn còn nguyên vẹn, hư hại không đáng kể lắm. Có ý gì? Long Duyệt Hồng tưởng tượng ra cảnh cả người bị nổ tung mà cánh tay người máy vẫn còn nguyên không hư hại gì, có cảm giác hoang đường khó nói. Thương Kiến Diệu không để ý chuyện này, hỏi với vẻ tiếc nuối, nó không thể dùng để mở đồ hộp sao? Lê Man chất phác như nông dân ngẩn người, không phải là không được, anh lắp thêm một con dao mở đồ hộp không phải là được rồi sao? Hơn nữa với sức mạnh của nó, mở thẳng ra cũng không có vấn đề gì. Thương Kiến Diệu tỏ vẻ háo hứng muốn thử. Sau khi xác nhận hai vật phẩm đều không có vấn đề gì, Tương Bạch Miên giao trang trại ở bờ trái và số vật tư kia cho Lê Man. Về phần sau đó làm sao chuyên nhượng quyền sở hữu trang trại, Lê Man tự có cách, không cần họ phải đứng ra, chỉ cần cung cấp đủ tư liệu. Mà số lượng lớn O'Reilly có được do hôm qua tổ điều tra cũ đem thiết bị khung xương quân dụng thế chấp ở đảng Áo Đen cũng đã chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của Lê Man. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Lê Man nhìn đám tay chân thu hồi đủ loại vật tư, thở phào nói. Ông ta lấy ra một sấp vé được in màu sắc sặc sỡ từ trong túi áo. Đây là vé vào phòng quý tộc mà các cô yêu cầu, trận sớm nhất là 3 ngày nữa. Ha ha, khi đó tôi cũng đã rời khỏi thành phố Ban Sơ rồi. Không tệ, Tương Bạch Miên mỉm cười nhận lấy vé vào. Buổi trưa, bên ngoài ổ sói, 5 thành viên của tổ điều tra cũ ngồi trên chiếc xe Jeep đã được cải trang của mình, nhìn cửa hàng đồ ăn nhanh náo nhiệt ở lầu 1 cùng đám người Tô Na và Lý Quỳnh đang bận rộn. Từ lúc trang trại bờ trái được chuyển giao cho tổ điều tra cũ, tiệm đồ ăn nhanh cắt này đã chính thức đi vào hoạt động. Đám người vốn là kỹ nữ đất xám kia áp dụng sách lược hạ giá, ngay cả tên cũng là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của thành phố Ban Sơ. Các cô dựa vào con đường nguyên liệu rẻ và quy mô nấu ăn, đưa ra khẩu hiệu đồ ăn còn rẻ hơn nhà làm. Nếu không như vậy, tiệm thức ăn nhanh không thể thu hút được một số lượng lớn công nhân bến cảng và công dân tầng chót ở xung quanh. Trong chuyện này, đám người Tô Na tỏ ra thành thục hơn dự đoán của tổ điều tra cũ. Ví dụ như, họ bán bánh mì đen bằng với giá thấp nhất trong khu vực xung quanh, nhưng không thấp hơn nữa. Tránh để các cửa hàng bánh mì của dân cư bản địa không bán được hàng, đồng thời họ cũng sẽ tặng thêm một cốc nước sôi để nguội, chỉ cần khách hàng lựa chọn ăn trong tiệm. Cho nên, trong khoảng thời gian này, khi danh tiếng dần lan xa, tiệm đồ ăn nhanh cũng bán đắt hàng hơn, những nồi thức ăn và bánh mì dự phòng được làm từ sớm, không đến một tiếng đồng hồ là bán hết. Đương nhiên, các cô làm việc này cũng không phải để kiếm tiền, cùng lắm là giữ hòa vốn, có thêm chút ít lợi nhuận. Lợi ích lớn nhất là, mở tiệm đồ ăn sẽ không khiến bản thân bị đói, chị em họ dù sao cũng có thứ ăn. Trong mấy ngày này, có không ít người đến gây phiền toái, nhưng hiện giờ ổ sói trên danh nghĩa vẫn thuộc về đảng Áo Đen. Cũng có khá nhiều thành viên đảng Áo Đen giúp đỡ, đám người Tô Na dễ dàng ứng phó được. Điều này khiến các cô càng thêm chịu khó luyện tập bắn súng và rèn luyện thân thể. Nhìn họ tuy vừa mệt vừa vất vả, nhưng tinh thần đều sáng láng, rất hăng hái. Long Duyệt Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chi bất giác mỉm cười. Muốn tới chào hỏi không? Hắn quay đầu lại hỏi. Tương Bạch Miên lắc đầu, không cần, giờ chúng ta đã chọc vào giáo dục phản tri thức, có thể không tiếp xúc với họ thì tạm thời không tiếp xúc. Tiểu Bạch, lái xe đi, chúng ta đến chỗ Teren, đổi thiết bị khung xương quân dụng về. Tuy Thương Kiến Diệu tỏ ra thèm muốn cánh tay người máy, nhưng vật phẩm này đối với tổ điều tra cũ mà nói, trong thời gian ngắn quả thực không sử dụng được. Số nhà 25,
đường Stone, khu Hồng Cự Lang. Lúc Teren nhìn thấy cánh tay người máy đa chức năng màu thiếc đen kia, ánh mắt chợt đăm đăm. Có thể trả thiết bị khung xương quân dụng lại cho chúng tôi rồi, Tương Bạch Miên lên tiếng. Teren thu lại đường nhìn, thầm hít sâu một hơi, được, không thành vấn đề. Giờ phút này, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, những người trước mắt này rốt cuộc là đội ngũ khủng khiếp gì. Không những có người thức tỉnh, mà về phương diện khác có thể tùy tiện lấy ra một thiết bị khung xương quân dụng, một cánh tay người máy, mà không biết họ còn thế chấp những thứ này để mua cái gì nữa. Một đội ngũ như vậy, tuy không thể sánh ngang với một tiểu đội tinh anh của quân đội chính quy, nhưng trong các tổ chức thợ săn di tích, băng đảng xã hội đen, chắc chắn có thể coi là hạng nhất. Dừng một chút, Teren nặn ra nụ cười, hỏi dò, hai vật phẩm này của các cô có bán không? Bất kể là đảng áo đen hay là giáo đoàn trí tuệ siêu Việt, đều vô cùng khao khát những trang bị này. Ông nói xem, Tương Bạch Miên mỉm cười hỏi lại. Teren thở hắt ra, tôi hiểu rồi, vật phẩm kiểm soát kiểu này rất khó có được, không phải là không có cách, mà là không ai muốn bán. Tương Bạch Miên suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, còn có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Việc gì? Teren lập tức trở nên cảnh giác, không phải lại định vay tiền đấy chứ. Tương Bạch Miên cười tủm tỉm nói, tôi muốn thông qua các ông mua một ít thuốc nhuộm tóc. Cô một hơi báo ra rất nhiều tên vật phẩm, mục đích là để lúc xem giác đấu, khiến bản thân không bắt mắt, trông giống người Hồng Hà bình thường. Thấy Teren sửng sốt, Thương Kiến Diệu mỉm cười, bồi thêm một câu, yên tâm, lần này sẽ trả tiền. Anh tỏ ra có chút phấn khởi. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, Hình tượng mới. Ba ngày sau, trong căn phòng an toàn ở khu Hồng Cự Lang của tổ điều tra cũ, Thương Kiến Diệu đứng dậy, đi về phía chiếc gương toàn thân có vết nứt trong phòng. Anh trong gương có mái tóc màu nâu nhạt, mắt được vẽ thêm một vòng tinh tế, trông có chút sâu. Đường nét gương mặt anh cũng được dùng phấn tạo khối để trông góc cạnh hơn. Điều này khiến anh thoạt nhìn khá giống một người Hồng Hà thực sự. Nhờ kỹ năng ngụy trang khéo léo của Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu trở nên không còn anh tuấn nữa, tránh các quý tộc trong phòng riêng chú ý, từ đó nghi ngờ. Nhưng, vóc dáng cao to, khí chất mạnh mẽ của anh đều được giữ nguyên dạng, dù sao trong đám giai cấp quý tộc tôn sùng vũ lực ở thành phố Ban Sơ, cũng không bắt mắt lắm. Theo Tương Bạch Miên được biết, trong số thuốc thang, dung dịch gốc dùng để thay đổi gen mà sinh vật bàn cổ xuất khẩu hàng năm có một phần đến thành phố Ban Sơ, được các quý tộc chia nhau. Họ một mặt tuyên truyền thế giới cũ bị hủy diệt bởi những thí nghiệm cấm kỵ, hô hào mọi người chống lại kỹ thuật gen phi tự nhiên. Mặt khác lại lặng lẽ thay đổi gen của mình, dùng nó để chứng minh quý tộc là huyết thống di truyền, là vật cưng của ông trời với những người bị thống trị. Cho nên, trong cộng đồng quý tộc của thành phố Ban Sơ, có rất nhiều người cao hơn 1m8, vóc dáng rất cao, thể trạng cường tráng, tướng mạo không tệ. Nhìn mình trong gương, Thương Kiến Diệu đột nhiên thở dài. Ôi, làm sao vậy, cảm thấy không đủ đẹp trai. Tương Bạch Miên cười trêu chọc một câu. Với đầu óc của Thương Kiến Diệu, chắc chắn không phải là lý do này. Long Duyệt Hồng thầm lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ ra vì sao Thương Kiến Diệu lại thở dài. Thương Kiến Diệu thu lại ánh mắt, nói với vẻ tiếc nuối, quá bình thường, khó khăn lắm mới nhuộm tóc một lần, sao lại chỉ có một màu chứ? Anh còn muốn bảy sắc cầu vồng à? Tương Bạch Miên bật cười nói. Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp, vậy thì chói mắt quá, ba màu cơ bản là được rồi. Như thế cũng đặc biệt nổi trội đó. Long Duyệt Hồng thầm châm chọc. Tương Bạch Miên không để ý đến lời phàn nàn của Thương Kiến Diệu, quay về phía gương tự trang điểm cho bản thân. Cô rất hài lòng với mái tóc đen của mình, không thay đổi màu sắc, dù sao người Hồng Hà cũng có người tóc đen. Thậm chí họ còn là quần thể người chính ở thành phố Ban Sơ khi mới thành lập, họ đến từ khu Akerson. Lần trước tổ điều tra cũ ăn ở một cửa hàng gần khách sạn Ugo, ông chủ chính là người Akerson, tóc của ông ta có màu đen giống người đất xám. Hiện giờ Tương Bạch Miên chỉ cần xõa tóc ra, làm xoăn một chút, sau đó dùng kính áp tròng có hiệu quả làm đẹp mà đảng áo đen khó khăn lắm mới lấy được một đôi. Đồ chơi này không có độ, là đồ cổ từ thế giới cũ, tuy bao bì vẫn nguyên vẹn, nhưng Tương Bạch Miên không biết còn dùng được hay không. Cô chỉ đành dựa vào thể chất ưu tú người trời chọn, sau khi xử lý theo quy trình,
cứ thế đeo lên, dù sao cũng có làm việc trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Đeo kính áp tròng khiến mắt Tương Bạch Miên biến thành màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời hệt như đại dương êm đềm. Lần này, cô sẽ đóng làm bạn gái của Thương Kiến Diệu đến xem giác đấu. Kính áp tròng loại này chỉ có một đôi, Tiểu Bạch, hay cô và Tiểu Hồng tiếp tục làm người đất xám. Nhưng phải trang điểm cho gương mặt một chút, tránh bị người của giáo dục phản tri thức nhận ra. Tương Bạch Miên hất mái tóc, nhìn về phía Bạch Thần nói, dù sao những quý tộc kia, ai mà không có mấy nô lệ người đất xám chứ. Bạch Thần im lặng 2 giây, nói, chắc là tôi không vào sân giác đấu đâu, sẽ ở bên ngoài tiếp ứng với lão Nagua. Nagua là vũ khí hạng nặng, không thể đưa vào sân giác đấu, chứ đừng nói là vào phòng riêng của quý tộc. Tương Bạch Miên như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, được, cô không hỏi vì sao. Tiếp đó, cô cười nói với Long Duyệt Hồng, anh muốn nhuộm tóc không? Hay là giữ nguyên trạng? Cứ thế này đi. Long Duyệt Hồng khá bài xích việc nhuộm tóc. Bên trong sinh vật bàn cổ cũng không có mấy ai nhuộm tóc. Được, ngồi xuống đi, tôi độn mũi, sửa lông mày, kẻ mắt một chút cho anh. Nói chung, trông anh giống như một người khác. Người nói chuyện không phải là Tương Bạch Miên, mà Thương Kiến Diệu. Anh bắt chước giọng điệu của Tương Bạch Miên, tỏ vẻ như đã thành thạo kỹ thuật tương ứng rồi. Long Duyệt Hồng đương nhiên không dám làm vật thí nghiệm cho anh, lùi ra sau một bước, lầu bầu, tôi sợ anh sẽ hóa trang cho tôi thành phụ nữ. Cái loại như hoa ấy, Thương Kiến Diệu mỉm cười, chẳng phải là chuyện tốt sao? Ngụy trang hoàn hảo, ngồi xuống đi, để tôi. Tương Bạch Miên trừng mắt với Thương Kiến Diệu, vừa cười vừa nói, thực ra kỹ thuật ở phương diện này. Người giỏi nhất là lão Nagua, chỉ cần ông ấy thu được số liệu tương ứng thì có thể lập tức trở thành thợ trang điểm. Vi mạch phụ trợ của tôi không mạnh đến vậy, những chuyện mang tính kiểm soát không bằng người máy thông minh. Nagua gật cái cổ bằng kim loại, nhìn từ chiều cao, hình thể, đặc điểm ngũ quan, nếu Tiểu Hồng ngụy trang thành quý tộc người Hồng Hà, nữ tính hóa là một hướng tốt hơn. Mặc dù biết lão Nagua ăn ngay nói thật, chỉ là không biết cách đối nhân xử lý, nhưng Long Duyệt Hồng vẫn có cảm giác một ngụm máu vọt lên cổ họng. Hắn thở hắt ra, tôi làm nô lệ người đất xám. Tương Bạch Miên cố nén cười, bắt đầu trang điểm cho hắn. Trong quá trình này, Long Duyệt Hồng không hiểu hỏi, tổ trưởng, vì sao lại để Thương Kiến Diệu đóng giả quý tộc? Anh ta cũng có thể làm nô lệ người đất xám mà. Nữ quý tộc người Hồng Hà nuôi một nô lệ người đất xám cao to là chuyện thường thấy ở thành phố Ban Sơ. Không phải là Long Duyệt Hồng đố kỵ với Thương Kiến Diệu, mà hắn cảm thấy với trạng thái có thể chập mạch bất cứ lúc nào của Thương Kiến Diệu. Lúc nói chuyện với người ta ở trong phòng quý tộc chưa biết chừng sẽ xảy ra sự cố gì. Như vậy quá bắt mắt. Tương Bạch Miên vừa làm vừa đáp, yêu cầu quan trọng hàng đầu của việc này là kín đáo, không để người ta chú ý. Hơn nữa, nếu quả thật có cơ hội, anh ấy làm quý tộc, càng có thể nói chuyện với mục tiêu, phát huy tác dụng của thằng hề suy luận. Với cả, tuy đã qua thời kỳ hỗn loạn, vũ khí súng đạn đã kéo gần sự chênh lệch thể trạng giữa nam và nữ, trong cái gọi là xã hội thượng lưu của thành phố Ban Sơ. Địa vị của nữ quý tộc không thấp, số lượng không ít, nhưng những phụ nữ thích xem giác đấu lại không có đàn ông đi cùng thì chắc hẳn mọi người đều có thể nhận mặt là ai. Thương Kiến Diệu ở bên cạnh cười nói, thực ra có thể để Tiểu Hồng giả làm quý tộc, tôi và cô là nô lệ của anh ta. Tôi chỉ sợ đến lúc đó, anh ta phát hiện bản thân phải phụ trách một mình, chân cũng sẽ run lên cầm cập. Làm gì có chuyện đó? Long Duyệt Hồng bất giác phản bác. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa. Ngụy trang xong, 5 người tổ điều tra cũ khớp thời gian, chia nhau xuất phát. Lần này, Nagua và Bạch Thần lái chiếc xe Jeep cũ đã được cải trang, còn Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng ngồi lên một chiếc xe con màu đen mới thuê được, trông có vẻ sang trọng. Sân giác đấu cao nhất chính là ở khu Hồng Cự Lang, cách khu Kim Bình Quả không xa, xung quanh ít nhà cửa, địa hình trống trải. Đỗ xe xong, Thương Kiến Diệu vừa bước xuống xe đã đi thẳng đến cửa vào duy nhất của phòng quý tộc. Tương Bạch Miên giữ anh lại, cho anh một nụ cười ngọt ngào. Sau đó, cô khoác tay Thương Kiến Diệu, tận tụy diễn vai bạn gái. Long Duyệt Hồng xách túi lớn đựng súng lục, dùng thân phận người hầu kiêm vệ sĩ theo ở đằng sau. Ở lối vào, nhân viên an ninh cao to vạm vỡ kiểm tra vé vào cửa trước. Sau đó liếc nhìn quần áo hẳn là không giấu được vũ khí hạng nặng của Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu, khách sáo bảo họ có thể đi vào. Mà Long Duyệt Hồng thì bị lục soát kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt. Phòng quý tộc ở khán đài phía nam của sân giác đấu,
có góc độ quan sát và khoảng cách tốt nhất so với chỗ ngồi lộ thiên ở xung quanh. Nó có trần nhà che nắng che mưa, có tường thủy tinh chống đan, có những buồng nhỏ trong suốt nửa khép kín. Thương Kiến Diệu, Tương Bạch Miên và Long Duyệt Hồng tìm được buồng nhỏ tương ứng với vé vào cửa, lần lượt ngồi xuống. Mông vừa đặt xuống mặt ghế mềm, Long Duyệt Hồng đã phát hiện ra các nô lệ trong các buồng nhỏ khác không ngồi, cho dù họ cũng vào bằng vé. Ngây ra một giây, Long Duyệt Hồng tự ép mình đứng bật dậy khỏi ghế, đi ra phía sau Thương Kiến Diệu và Tương Bạch Miên, bày ra tư thế chuyên nghiệp. Đúng lúc này, lại có một đám người đi vào phòng quý tộc. Long Duyệt Hồng, Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu nhìn qua, nhận ra một gương mặt quen thuộc. Tướng quân Forget giống như sư tử. Sao ông ta lại tới đây? Long Duyệt Hồng kinh hãi trong lòng, trong một cửa hàng bán rượu lậu gần đường Antana. Vận may của anh khá đấy, có loại phù hợp rồi, lần đầu tiên mà đã có loại phù hợp rồi. Tay buôn nội tạng Nghiêm Diểu vừa dẫn Hàn Vọng Hoạch đi vào, vừa cười nói, có lẽ đúng như câu ngạn ngữ của đất xám, ở hiền gặp lành. Ha ha, tuy tôi cũng là người đất xám, nhưng lớn lên ở thành phố Ban Sơ, thực ra không hiểu lắm về văn hóa đất xám. Hàn Vọng Hoạch không quan tâm hắn nói hưu nói vượn, trực tiếp hỏi, là người phụ nữ lần trước anh nói phải không? Đúng vậy, anh đợi một lát nữa là có thể gặp cô ấy. Nghiêm Diểu rẽ vào ghế dài ở góc cửa hàng, chỉ vào đối diện, đợi khoảng 15 phút nữa. Tôi cho rằng anh rất đúng giờ, Hàn Vọng Hoạch bình tĩnh nói. Những giao dịch đen tương tự, không phải nên chính xác đến từng phút sao, đâu ra chuyện đợi lâu như thế. Nghiêm Diểu cười nói, anh lo lắng cái gì? Cho dù gặp quản lý trị an, thì người cần sợ cũng là chủ của nơi này, chứ không phải là chúng ta. Một nam một nữ, cộng thêm người giới thiệu gặp mặt nhau, còn có thể có chuyện gì được. Hàn Vọng Hoạch khẽ gật đầu, ngồi xuống. Anh ta không biết nên đáp lại câu vừa rồi của Nghiêm Diểu như thế nào, chỉ đành giữ im lặng. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 564, Mục tiêu. Hàn Vọng Hoạch không phải chờ đợi quá lâu, chỉ khoảng 5-6 phút sau, một cô gái đi vào cửa tiệm ủ rượu lậu này. Nghiêm Diểu giơ tay phải lên, báo cho đối phương biết, bên này. Hàn Vọng Hoạch nhìn theo, thấy được rõ ràng dáng vẻ người tới. Cô ta nhìn còn khá trẻ, chỉ chừng 20 tuổi, hơi thấp, chưa được 1m6, ngũ quan không đẹp cũng không xấu, có cảm giác hiền hòa đặc biệt của người đất xám. Sau khi liếc nhìn, Hàn Vọng Hoạch chú ý thấy sắc mặt của cô gái này không được tốt lắm, vóc dáng gầy gò, khiến người ta có cảm giác trong người có bệnh, không đủ khỏe mạnh. Cô ta để mái tóc ngắn, da phơi nắng chuyển thành màu bánh mật, bên trên mặt áo phông màu đen ngắn tay, bên dưới mặc váy màu xanh lam bằng vải thô may chéo vải, chân đi đôi giày mũi to màu nâu. Bộ quần áo này rõ ràng là đào móc được từ phế tích thành phố của thế giới cũ, tuy không rách dưới có vết may vá, nhưng cực kỳ cũ kỹ. Cô gái đi về phía bên cạnh Nghiêm Diểu, cũng chính là đối diện Hàn Vọng Hoạch, chậm rãi ngồi xuống. Nhìn từ tình trạng bước đi, Hàn Vọng Hoạch không nhìn ra cô ta có bệnh nan y. Đồng thời, anh ta cũng phát hiện bên hông cô gái này hơi phồng lên, hẳn là giấu một khẩu súng lục. Giới thiệu một chút, Nghiêm Diểu vừa cười vừa nói, Tăng Đoá, người tình nguyện hiến nội tạng cho anh. Ha ha, tôi cũng không biết có phải tên thật không, cũng không cần biết, dù sao chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Hắn lại nói với Tăng Đoá, Lão Hàn, anh ta chỉ báo họ, không nói tên, tôi cũng rất khó xử, chỉ có thể gọi như vậy. Mọi người đều là người đất xám, không cần quá câu nệ. Chào anh, Tăng Đoá gật đầu với Hàn Vọng Hoạch. Hàn Vọng Hoạch cũng đáp lại bằng động tác giống vậy, chào cô, muốn gọi gì uống không? Rượu nơi này được ủ rất tốt, ông chủ từng là thợ cất rượu ở một trang trại quý tộc. Nghiêm Diểu khuấy động bầu không khí, dường như thực sự đang sắp xếp một cuộc xem mắt, ha ha, đương nhiên không phải tôi mời, tôi giống người hào phóng thế sao? Vậy thì thôi, Tăng Đoá dừng một chút rồi nói, tôi không uống rượu, tôi mời đi. Hàn Vọng Hoạch cảm thấy cô gái đối diện này không còn sống được bao lâu nữa, nhất thời có chút đồng bệnh tương liên. Dù sao anh cũng đã làm quản lý trị an ở điểm buôn lậu chợ đá đỏ lâu như vậy, cũng góp được khá nhiều vật tư, tài sản coi như dư giả. Tăng Đoá một lần nữa lắc đầu, tôi không uống rượu là vì ghét nó. Nó quá lãng phí lương thực, trên đất xám còn rất nhiều người đang bị đói. Nghiêm Diểu thở dài, cần gì chứ? Những lương thực này cũng không đến được tay họ,
chẳng bằng an ủi cái dạ dày của chúng ta. Cô đang tiết kiệm tiền giúp lão Hàn đấy. Hắn tiếc nuối kết thúc đề tài này, nói với Hàn Vọng Hoạch, Tăng Đoá bằng lòng hiến tim cho anh, nhưng thù lao cô ấy đòi không thấp. Tăng Đoá ở bên cạnh gật đầu, tỏ ý Nghiêm Diểu nói đúng. Cô ta suy nghĩ một chút rồi bổ sung, nếu anh không yên tâm, sợ tôi không thực hiện giao hiện, lén chạy mất, thì từ giờ trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh anh, dưới sự theo dõi của anh. Hàng lông mày lộn xộn của Hàn Vọng Hoạch động đậy, cô không sợ tôi tìm cơ hội đánh cô ngất xỉu, đưa tới phòng khám à? Như vậy không cần trả thù lao nữa. Ha, anh đúng là người tốt, lại đi nhắc nhở cô ấy. Nghiêm Diểu bật cười, tỏ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tăng Đoá bình tĩnh đáp, tôi vẫn có đủ năng lực tự vệ. Hàn Vọng Hoạch hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhìn vào mắt đối phương, nói đi, yêu cầu là gì? Tăng Đoá thản nhiên đáp, cứu một thị trấn nhỏ, trong phòng quý tộc, sân giác đấu cao nhất. Thấy tướng quân Forget dẫn một đám người tiến vào, Tương Bạch Miên, Thương Kiến Diệu chỉ liếc mắt nhìn sau đó rời tầm mắt, tránh để đối phương chú ý, bị nhìn ra mảnh khóe. Forget cũng không để ý đến họ, chỉ tùy ý quét mắt nhìn một vòng, lập tức tiến vào buồng riêng của mình, ngồi xuống. Thương Kiến Diệu nhìn sang phía bên kia, nói với vẻ tiếc nuối, Dukas không tới. Ý anh là vị thiếu tá say mê cơ bắp của quân phòng thủ thành phố kia, Cassirer cũng không tới. Tương Bạch Miên gật đầu, họ là sĩ quan của quân phòng thủ thành phố, không phải là vệ sĩ riêng của Forget, không thể nào kè kè bên cạnh. Long Duyệt Hồng muốn hỏi vì sao Thương Kiến Diệu lại tiếc khi Dukas không tới, nhưng lại nhớ ra thân phận của mình, nên ngậm miệng lại. Cũng may, Tương Bạch Miên hỏi giúp hắn, sao thế, anh muốn nhân lúc đang giả trang, vật tay với anh ta một ván. Thương Kiến Diệu đưa ánh mắt về phía sân giác đấu, nghiêm túc lắc đầu, không, tôi muốn bảo anh ta vật tay với cô trong dáng vẻ hiện tại. Nếu anh ta không nhận ra cô, sẽ cảm thấy mình bị thất bại bởi phụ nữ hai lần, chắc chắn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Không còn sùng bái cơ bắp, coi thường phụ nữ không có cơ bắp khoa trương như thế nữa. Anh thật tốt bụng. Tương Bạch Miên không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu với Dukas nữa. Tiếp đó, cô khẽ gật đầu một cái, lẩm bẩm như tự nói, lúc không có Dukas và Cassirer, xung quanh tướng quân Forget vẫn chỉ có vệ binh, không có vệ sĩ. Điều này chứng tỏ ông ta cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mình. Trong lúc họ nói chuyện, lại có quý tộc dẫn theo tôi tớ lục tục tiến vào phòng riêng. Khoảng 10 phút sau, hai mắt Long Duyệt Hồng sáng lên, hắn nhìn thấy một trong hai mục tiêu lớn trong hành trình ở thành phố Ban Sơ, cháu ngoại của Orey là Marcus. Hắn ta không giống chị họ Avia của mình lắm, màu tóc hơi vàng chứ không phải màu bạch kim, đôi mắt màu xanh nhạt, mũi hơi nhọn, môi rất dày, mặt phát triển theo bề ngang, hình tượng tổng thể vô cùng bình thường, chỉ có chiều cao khoảng 1m85 là nổi trội. Lúc đi đường, trên mặt Marcus luôn tươi cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, lúc không đối diện với người khác, thậm chí còn có chút hung ác nham hiểm. Xem ra tính tình không tốt lắm, có thể là do hoàn cảnh chèn ép. Tương Bạch Miên gắng sức hạ thấp giọng, đánh giá một câu. Là hậu duệ của Orey, Marcus và Avia tuy được ưu đãi nhiều và được bảo vệ nghiêm, ngặt, nhưng cũng bị sự đề phòng, lại không thể gia nhập quân đội, cũng không thể trở thành nguyên lão, gần như không có quyền lên tiếng về các sự vụ ở thành phố Ban Sơ, giống như thú cưng được nuôi dưỡng. Chỉ cần là người có dã tâm, muốn làm nên thành tựu thì đều vô cùng áp lực dưới hoàn cảnh như vậy. Lúc này Thương Kiến Diệu đưa ra đề nghị nên sắp xếp cho anh ta xem tư liệu giải trí của thế giới cũ. Không phải ai cũng sẽ đắm chìm vào mấy thứ đó, có người thích hành động thực tế hơn. Tương Bạch Miên rời mắt đi, không quan sát Marcus nữa, tránh bị các cường giả âm thầm bảo vệ vị hậu duệ Orey này chú ý tới. Đương nhiên, trong quá trình này, Thương Kiến Diệu dựa theo phương án đã sắp xếp từ trước, cố gắng tiếp xúc ánh mắt với Marcus. Anh khẽ gật đầu, rốt cuộc lên tiếng chào. Việc này chủ yếu là để quen mặt. Marcus cũng gật đầu đáp lại theo phép lịch sự, giống như lúc đối diện với các quý tộc khác. Hắn ta không kinh ngạc khi thấy Thương Kiến Diệu lạ mặt, dù sao đã qua 2-3 đời, hơn nữa quý tộc có công trạng cũng rất nhiều. Số lượng người trong xã hội thượng lưu của thành phố Ban Sơ chắc chắn không ít, trừ phi bình thường hay lăn lộn trong giới này. Hoặc là cha mẹ hai bên hiển hách, địa vị khá cao, con cháu quý tộc không biết mặt nhau là chuyện rất bình thường. Đây là còn không tính một lượng lớn con riêng. Đương nhiên, một khi nói đến gia phả của gia tộc, họ vẫn sẽ biết con của ai với ai.
Sau khi không quan sát Marcus nữa, Tương Bạch Miên lén liếc nhìn bốn vệ sĩ mà hắn ta mang theo. Họ đều cao to vạm vỡ, mặc đồ đen, trên mũi đeo kính đen, khiến người ta không nhìn ra được là đang quan sát chỗ nào. Biểu hiện này quá chuyên nghiệp, khiến Tương Bạch Miên nghi ngờ trong số họ không có người thức tỉnh, người biến dị hoặc là người cải tạo, chỉ dùng vệ sĩ bình thường có biểu hiện bình thường. Về phần các cường giả ẩn náu, cô tạm thời chưa phát hiện ra tung tích. Marcus ngồi xuống không lâu thì cánh cửa hai bên sân giác đấu mở ra để lộ tình huống sau hàng rào sắt. Bên tay phải của phòng quý tộc là dũng sĩ giác đấu hôm nay, bình thường hắn bị nhốt trong phòng sau hàng rào sắt, chỉ tồn tại vị trấn thi đấu. Hắn là một người hồng hà, cao gần 1m9, để mái tóc vàng ngắn, mặc áo giáp bằng da, một tay cầm song sắt, một tay cầm giáo dài, giống như vừa đến từ thời cổ đại. Trên mặt dũng sĩ giác đấu này để một chòm râu dày rậm, trong mắt toát lên vẻ giận dữ và uất ức. Căn cứ vào tài liệu quảng cáo trước đó, Tương Bạch Miên biết hắn vốn là một công dân, đánh trận dũng mãnh, tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc trong một lần hành động đã vi phạm mệnh lệnh của sĩ quan quý tộc, khiến đội ngũ tổn thất, bị phạt nhốt lại, trở thành đầy tớ. Sau đó, hắn chủ động đi làm dũng sĩ giác đấu, muốn dùng tính mạng để đổi lấy tự do. Lần này, đối thủ của hắn là một sinh vật biến, dị. Cho dù chỉ nhìn từ xa, Long Duyệt Hồng cũng cảm nhận sự hùng mạnh và áp lực đến từ sinh vật kia. Nó là một con hổ màu đen to gấp đôi đồng loại nhiều, cổ nó có hai cái đầu, cùng phát ra tiếng gầm gừ như đe dọa. Thùng, thùng, thùng. Phần lớn khán giả trong sân giác đấu đều vỗ lên tay vịn ghế được đặc chế, tạo ra âm thanh như nhịp trống. Bầu không khí đột nhiên nóng lên. Tương Bạch Miên chú ý thấy, Marcus cũng đang vỗ, tỏ ra rất cuồng nhiệt, hệt như chìm đắm vào trận đấu. Đúng lúc này, một quý tộc cầm ly lên uống một hớp. Đột nhiên hắn sặc một tiếng, ho khan liên tục. Vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng tên quý tộc kia ho mãi không ngừng, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, cả người gập lại, ngã xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Trò Hề. Trong tiếng vỗ làm nóng bầu không khí của sân giác đấu, tiếng ho khan của tên quý tộc kia hoàn toàn bị át đi, ngoại trừ bạn bè của hắn thì không ai nghe thấy. Nhưng động tác ngã xuống đất của hắn, gương mặt đỏ bừng, nhăn nhó vì đau đớn, hai mắt trợn như sắp lòi ra ngoài. Cả người cố gắng vùng vẫy, ly nước trượt khỏi bàn tay rơi xuống đất vỡ tan tành, đều khiến người trong phòng quý tộc không thể bỏ qua. Giờ phút này, Long Duyệt Hồng dường như đang nhìn thấy một thảm kịch, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ đang nhanh chóng biến thành thảm kịch chết chóc. Điều này làm tất cả những ai chứng kiến tận mắt đều bị phủ một bóng đen trong lòng. Tương Bạch Miên bất giác muốn qua đó cấp cứu, nhưng cô vừa nhổm dậy khỏi ghế, đã mạnh mẽ dừng lại. Ngay sau đó, cô giữ lại cánh tay của Thương Kiến Diệu, ý bảo anh đừng nóng ruột. Cùng lúc đó, cô đưa ánh mắt về buồng riêng của tướng quân Forget. Vị tướng quân như sư tử này nhìn về phía tên quý tộc đã rơi vào trạng thái không hít thở nổi với ánh mắt ngưng đọng. Ông ta không nôn nóng, không hoảng loạn, không kích động, cứ thế lẳng lặng nhìn như đang thưởng thức một màn kịch. Vài giây sau, ông ta dường như mới biết rõ chuyện gì xảy ra, nói với vệ binh ở bên cạnh, nhìn bên ngoài xem thế nào. Ông ta hoàn toàn không có ý định phái cấp dưới có kinh nghiệm cấp cứu đi cứu giúp tên quý tộc kia. Mà những quý tộc khác ở bên trong phòng riêng, bởi vì mức độ quan hệ, hoặc chỉ nhìn với vẻ nghi ngờ, hoặc dẫn tôi tớ qua đó hỗ trợ. Một trong hai mục tiêu của tổ điều tra cũ, cháu trai của Orey Marcus không quen thân lắm với tên quý tộc kia. Chỉ chuyển hướng nhìn từ sân giác đấu về phía đối phương đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, trở nên xanh tím. Hắn ta hơi cong khóe miệng, để lộ ra nụ cười châm chọc. Nhưng nụ cười này không giống như được phát ra vì tên quý tộc tự mình làm mình sặc chết kìa. Tương Bạch Miên nghi ngờ thu lại ánh mắt, cùng Thương Kiến Diệu theo đường nhìn của những vệ binh xung quanh tướng quân Forget, quan sát bốn phía phòng quý tộc. Tình huống của sân giác đấu đã quan sát lúc trước lại một lần nữa đập vào đôi mắt họ. Xung quanh sân đấu là khán đài, từng tầng bậc thang chồng lên nhau, dùng các lối nhỏ khác nhau để phân chia khu vực và hàng ghế. Ngoại trừ phòng quý tộc thì những nơi khác đều là ghế ngồi lộ thiên, tay ghế được đặc chế dùng để gõ. Ở mỗi một khu vực đều dựng một tấm biển, trên cùng của biển là một cái gương lớn có thể soi. Rất nhiều chiếc gương phản chiếu ánh sáng mặt trời,
giao hòa ánh sáng với tường chống đạn của phòng quý tộc. Tương Bạch Miên cũng không rõ lắm đây có phải là phong tục của thành phố Ban Sơ hay không, dù sao trước đây cô cũng chưa từng nghe nói đến. Trong lúc đảo mắt nhìn, cô và Thương Kiến Diệu nhìn thấy vài nhân viên an ninh đi qua cửa vào, men theo lối đi nhỏ, dường như muốn duy trì trật tự trong bầu không khí vô cùng sôi động này. Họ nhanh chóng đi tới khu vực cách phòng quý tộc hơn 20 mét, ra hiệu cho một khán giả đi theo mình. Vì sao? Khán giả kia lớn tiếng hỏi. Trông gã giống như người băng nguyên, cũng có thể là người da cai chủng Hồng Hà, cao hơn 1m9, tóc vàng mắt xanh, cao to vạm vỡ. Lúc này, gã tỏ ra vô cùng giận dữ. Người cầm đầu mấy nhân viên an ninh lạnh lùng nói, đây là quyền lực của chúng tôi, có vụ án cần anh phối hợp điều tra. Yên tâm sẽ không làm lỡ việc anh xem giác đấu, nếu như anh không có vấn đề gì. Lúc nói chuyện, anh ta và cấp dưới của mình đều đã giơ súng tự động trong tay lên. Khán giả kia lầu bầu, tốt nhất là các anh có thể điều tra ra vấn đề. Gã không chống cự nữa, rời khỏi ghế ngồi chậm rãi đi theo lối nhỏ ra ngoài. Mắt thấy mấy nhân viên an ninh vây quanh mình, gã đột nhiên sải bước, chạy thật nhanh ra ngoài. Hành động này không hề có dấu hiệu báo trước nào. Mấy nhân viên an ninh bất ngờ không kịp đề phòng, thấy gã lao đi, đành phải nhanh chóng xoay người, cố gắng đuổi theo. Nhưng trong quá trình xoay người, họ dường như bị thoái hóa thành đứa trẻ vừa mới học đi, không thể giữ được thăng bằng. Bịch, bịch, bịch. Trong trạng thái không có ai chống cự, không có ai phá rối, từng nhân viên an ninh tự mình ngã xuống bậc cầu thang, đau đến mức nổ đom đóm mắt. Nếu không phải súng tự động của họ đeo trên người, thì chắc chắn cú ngã này đã khiến vũ khí bị văng đi. Người thức tỉnh, quý tộc vừa rồi bị sặc nước đến mức không thở nổi, gần chết đi, cũng là do gã làm. Với khoảng cách này hẳn là cấp bậc biển khởi nguồn. Làm sao họ có thể định vị được hung thủ? Tương Bạch Miên chợt có linh cảm, quay người lại liếc nhìn người bị hại. Quý tộc kia ngã dưới đất, được mấy người bạn vây quanh, đang được một quý tộc khác cấp cứu. Xung quanh hắn, nước tràn ra nền phòng, nâng những mảnh vỡ màu trắng của chiếc ly lên. Tương Bạch Miên vội vàng chuyển ánh mắt về phía người thức tỉnh đang cướp, đường mà chạy kia. Vóc dáng người này vô cùng vạm vỡ, tốc độ cực nhanh, chỉ 2-3 bước đã kéo giãn khoảng cách với mấy nhân viên an ninh, gần đến lối vào. Trong quá trình này, gã cố hết sức mượn cơ thể của khán giả để che chắn, tránh bị súng ở xung quanh và phía xa bắn phải. Người cầm súng ở phía xa đương nhiên là những nhân viên an ninh khác, xung quanh cũng có một vài khán giả. Phải biết rằng, các công dân của thành phố Ban Sơ luôn tràn đầy tinh thần thượng võ, gặp chuyện tương tự, rút súng ra bắn là chuyện thường thấy. Bằng, bằng. Trong vài tiếng súng lẻ tẻ, người đàn ông tóc vàng mắt xanh cao to vạm vỡ này đã đến gần cửa ra, nơi đó còn có vài nhân viên an ninh. Gã không hề sợ hãi chút nào, tự tin lao tới. Đúng lúc này, hai chân ngã đột nhiên lảo đảo. Rầm. Gã ngã xuống mặt đất bằng phẳng không hề có chướng ngại vật nào. Trong mắt Tương Bạch Miên, giờ phút này hai chân gã cứng nhắc, hệt như bị người ta đổ xi măng, không còn thuộc về gã nữa. Động tác hai chân thiếu sót, Thương Kiến Diệu dùng giọng rất nhỏ xen lẫn chút hăng hái để nói, có chút giống. Tương Bạch Liên khẽ gật đầu. Long Duyệt Hồng cũng chú ý tình huống bên kia, thấy mấy nhân viên an ninh xông tới, hạ súng tự động trong tay xuống, bắn về phía người thức tỉnh đang ngã dưới đất kia. Sự huấn luyện mà họ được tiếp nhận nói cho họ biết rằng gặp phải những kẻ địch có năng lực kỳ lạ như thế này. Tuyệt đối không được cho rằng mình có thể bắt được người sống, trừ phi đối phương đã hôn mê. Tạch, tạch, tạch. Những nòng súng đen ngòm kia lóe lên tia lửa, một số lượng lớn đạn trút về phía người đàn ông vạm vỡ tóc vàng mắt xanh kia. Hầy, Long Duyệt Hồng nhìn thấy thế nhỏ giọng thở dài. Trong mắt hắn, một người thức tỉnh, bất kể là ở cấp bậc nào, so với người bình thường đều rất mạnh. Nhưng dù là kẻ mạnh như thế, vẫn vô cùng yếu ớt khi đối diện với vũ khí nóng. Tiếng súng nhanh chóng dừng lại, người thức tỉnh kia bật dậy, giống như không hề bị thương chút nào. Hai mắt Long Duyệt Hồng trợn tròn như sắp rớt ra khỏi tròng. Còn có cả năng lực không sợ bị súng bắn. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ như thế vang vọng. Ở nơi mà vị trí của hắn không nhìn thấy, dưới nền đất mà người đàn ông tóc vàng kia vừa ngã xuống xuất hiện một hình người do vết đạn bắn tạo thành. Tất cả đạn đều tránh mục tiêu, tạo thành một đường viên xung quanh gã. Chỉ 2-3 bước, người thức tỉnh kia đã xông đến cửa vào. Đột nhiên, từ trên rớt xuống một sợi dây. Sợi dây uốn lượn rất mạnh, chợt liếc nhìn trông giống hệt một con rắn. Con người của người thức tỉnh chợt phóng to,
không hề nghĩ ngợi lập tức rút vũ khí trên người ra, điên cuồng bắn về phía sợi dây. Nhưng không hề có tiếng súng vang lên. Thứ gã rút ra không phải là súng lục, mà là một cái bật lửa. Súng lục của gã vẫn cắm nguyên ở bên hông. Trong tiếng tạch tạch, bật lửa kia không ngừng phụt ra ngọn lửa, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Rốt cuộc, mấy tay nhân viên an ninh lúc trước chạy lại. Lần này họ không dám dùng súng nữa, sợ lại gặp phải chuyện kỳ ba vừa rồi. Bắn phá như vậy, họ lại càng không trúng. Đây đúng là một kỳ tích. Họ hoặc nhào tới giữ chặt đối phương lại, hoặc rút cồn điện ra, muốn làm mục tiêu bị tê liệt, hoặc vung nắm đấm cố gắng đánh ngất xỉu kẻ địch. Nói cũng lạ, lần này họ hành động thuận lợi một cách thần kỳ, người đàn ông kia không thể đi qua được sợi dây thừng. Hơn nữa còn không phát hiện ra trong tay mình là chiếc bật lửa chứ không phải là khẩu súng. Rốt cuộc gã lại ngã xuống một lần nữa, mất đi tri giác. Sợ rắn, không, sợ sinh vật uốn éo, sợ đến mức mất đi lý trí. Tương Bạch Miên thấy cảnh này, trong đầu chợt lóe lên một từ, cái bóng vặn vẹo. Cái bóng vặn vẹo, chấp thuế tháng tư. Thấy người thức tỉnh kia bị bắt đi, Tương Bạch Miên hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, thu lại ánh mắt, liếc nhìn nhau với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng. Chỉ là một trò hề ám sát, cô thấp giọng cười nói. Lúc nói chuyện, cô cũng đồng thời liếc mắt nhìn tên quý tộc suýt thì nghẹn chết vì uống nước. Vừa nhìn sang đó, ánh mắt của cô chợt đọng lại. Tên quý tộc vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, trên mặt không hề có vết tích của việc suýt nữa thì tắt thở. Trên chiếc bàn đằng trước hắn, chiếc ly nước bằng sứ trắng đã vỡ thành từng mảnh nhỏ vẫn ở đó, nguyên vẹn không hư hại gì. Mà trên mặt đất đối diện hoàn toàn khô ráo, không hề có vệt nước. Theo đường nhìn của Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng cũng phát hiện ra hiện tượng này, nhất thời không phân biệt được lúc trước và hiện tại đâu là chân thực, đâu là giả dối. Trong tiếng vỗ thùng thùng, hàng rào sắt hai bên đấu trường chậm rãi nhấc lên. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 566, Cơ chế an toàn. Tương Bạch Miên không màng xem cảnh ra sân đấu của các đấu sĩ, khống chế tốc độ quay đầu, nhìn nơi xảy ra xung đột phía trước giống như lơ đãng. Chỗ cửa ra vào, các nhân viên an ninh đang lục tục quay lại vị trí cũ, khán giả xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía kia một chút. Tất cả những chuyện này đều chứng tỏ người vừa cướp đường chạy trốn chắc chắn là sự tồn tại chân thực, trừ phi người ở trong bóng tối kia có thể ảnh hưởng được khu vực mấy nghìn người. Nếu không phải đang trong phòng quý tộc, Tương Bạch Miên rất muốn đi kiểm tra xem dưới mặt đất có vết đạn hay không, sợi dây màu nâu còn treo ở đó hay không. Trực giác của cô nói cho cô biết, những thứ đó chắc hẳn là có. Trong lúc mơ hồ, dường như cô đã nắm bắt được gì đó, có suy đoán nhất định. Lúc quay đầu trở lại, cô nghe thấy những người bạn của tay quý tộc kia đang cười nhạo hắn, ha ha, anh suýt chút nữa thì trở thành người đầu. Tiên chết vì sặc nước trong xã hội thượng lưu đấy. Người mất mặt hơn anh vừa rồi chỉ có vị kia. Thế nào rồi? Kể lại cảm thụ vừa rồi đi. Tay quý tộc kia nói với vẻ mặt âm u, đây chính là ám sát tôi. Tôi không biết mình đã đắc tội ai. Hắn dừng một chút, thở hắt ra, nói, xem giác đấu trước đi, quay về rồi nói. Mãi đến lúc này, Tương Bạch Miên mới chính thức chú ý tới dáng vẻ của tay quý tộc này. Hắn khoảng 27-28 tuổi, cũng là người Akerson. Mái tóc màu đen buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, con ngươi màu xanh nhạt gần như trong suốt, không hề có cảm giác đắm chìm vào tử sắc. Dường như hắn đã ưu hóa gen, đường nét ngũ quan tuy không tính là xuất sắc, nhưng tổ hợp lại thì khá có khí chất, mang đến cảm giác văn nghệ sĩ. Về phần chiều cao, bởi vì đối phương đang ngồi, Tương Bạch Miên không thể phán đoán chính xác, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà cho rằng không thấp hơn Long Duyệt Hồng. Dino, đừng viện cớ là ám sát. Mấy người bạn quý tộc bật cười ha hả đáp lại một câu. Họ đều nhìn thấy Dino uống nước bị sặc đến mức suýt thì chết. Mà căn cứ vào phản ứng bình thường, lúc đó Dino chắc chắn không cầm nổi ly nước, sẽ khiến nó rơi xuống mặt đất. Dino khăng khăng cho rằng mình bị ám sát, nhưng không phủ nhận bị sặc nước. Ly nước vẫn còn nguyên vẹn đặt trên bàn, nước còn thừa cũng không bị đổ ra ngoài. Tương Bạch Miên nhặt ra một vài chi tiết thử suy đoán chân tướng có khả năng. Mà vị còn mất mặt hơn Dino kia, cô đã từng nghe nói đến một vị quý tộc ở vùng ngoại ô đột nhiên đi tả. Vội vàng tìm một nông dân mượn nhà vệ sinh của họ, kết quả không cẩn thận ngã xuống dưới, tráng niên mất sớm.
Lúc này Tương Bạch Miên thấy cháu trai của Orey, Marcus lại một lần nữa để lộ ra nụ cười có phần châm chọc. Tiếp đó hắn ta đưa ánh mắt về phía giác đấu. Một giây kế tiếp, Tương Bạch Miên nghe thấy Thương Kiến Diệu nhỏ giọng cười nói, thiết bị hư cấu, thiết bị hư cấu. Phương hướng nghiên cứu trong quá khứ của Tương Bạch Miên không phải là lĩnh vực điện tử, máy tính, nhưng từ nhỏ cô đã tiếp xúc với những thứ ở phương diện này. Sau khi lắp thêm vi mạch phụ trợ trong tay nhân tạo, cô cũng lý giải sâu thêm, đương nhiên hiểu cái gì gọi là thiết bị hư cấu. Thiết bị hư cấu chính là thông qua kỹ thuật tương ứng mô phỏng lại hệ thống thao tác máy tính, chức năng của nó giống như bản gốc, cảm nhận khi sử dụng nó và sử dụng bản gốc không có gì khác nhau. Mà tất cả mọi chuyện xảy ra trong thiết bị hư cấu đều không ảnh hưởng đến bản gốc, dù sao cũng chỉ là một hình ảnh phản chiếu, có thể dùng để làm một vài thao tác tương đối nguy hiểm. Thương Kiến Diệu dùng thiết bị hư cấu để ví von với những chuyện vừa xảy ra. Ý là sau khi mọi người tiến vào phòng quý tộc và khu vực nhất định xung quanh, thực ra đã được đồng bộ vào thế giới hư cấu, hoặc nên nói là một ảo ảnh cỡ lớn, số liệu của mọi người, phản ứng đều đã được sao chép lại, sự giao lưu. Kết quả giao lưu xảy ra bên trong đó lại thông qua người thức tỉnh hùng mạnh tạo ra ảo ảnh này sàng lọc, phản ánh lại lên người mình trong hiện thực. Nói cách khác, người mà tổ điều tra cũ nhìn thấy lúc này, lời nói mà họ nghe được đều đã qua 3 tầng chuyển hóa, một người nào đó mở miệng trong hiện thực. Lời nói, vẻ mặt, động tác tương ứng sẽ được đồng bộ vào trong thế giới hư cấu, hình ảnh đám người Tương Bạch Miên trong thế giới hư cấu nghe được những lời nói này. Nhìn thấy vẻ mặt và động tác của đối phương, thông tin số liệu hình ảnh tiếp nhận được sẽ được đồng bộ đến người họ trong hiện thực. Vì vậy, sự tương tác trông có vẻ bình thường này lại có cơ chế ngầm vô cùng phức tạp. Mà mục đích của việc làm phức tạp này là để đảm bảo an toàn. Đơn giản mà nói, tất cả mọi người trong khu vực này, sự trao đổi giữa người và vật đều được đặt vào thế giới hư cấu, loại bỏ một lần từ trước. Điều này khiến cho Tương Bạch Miên liên tưởng đến một trò chơi trên Internet ở thế giới cũ, nhóm người mình đang điều khiển một tài khoản thuộc về mình. Cùng với người chơi khác và đạo cụ tạo thành một thế giới hư cấu, những gì bản thân nhìn thấy, nghe thấy đều đến từ bên trong, nhưng sự thay đổi về tâm trạng của bản thân lại là sự thật. Điều khác biệt duy nhất chính là phần lớn người có mặt ở đây đều không phát hiện ra mình đang chơi game, cho rằng tất cả đều là sự thật, là bình thường. Mà ở trong game bất kể là phải chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cần sự dao động tâm trạng của bản thân không vượt quá giới hạn nhất định thì bản thân sẽ không bị gì. Tình huống hôm nay là trong trò chơi này còn cài đặt thêm cơ chế hài hòa, những gì đẫm máu, nguy hiểm, bạo lực đều sẽ bị loại bỏ, khiến thể xác và tinh thần của người chơi khỏe mạnh, tâm trạng ổn định. Lúc trước Tưởng Bạch Liên vẫn luôn nghi ngờ một điểm, đó chính là thành phố Ban Sơ làm thế nào để bảo vệ được hai vị hậu duệ của Orey, để họ không bị các tổ chức phái người đến sát hại. Phải biết rằng, năng lực của người thức tỉnh có rất nhiều loại, lại bí mật kỳ dị, muốn ám sát một người. Gần như không có dấu hiệu nào, ngay cả cường giả cùng loại với họ ở cấp bậc cao hơn cũng chưa chắc đã phát hiện được. Giống như vừa rồi, tay quý tộc kia chỉ uống một hớp nước mà thiếu chút nữa bị sặc chết. Dựa theo suy nghĩ của Tương Bạch Miên, cách để đề phòng người thức tỉnh ám sát hữu hiệu nhất chỉ là vẽ ra một khu vực an toàn. Không cho người lạ tới gần, nếu như cần ra ngoài thì dọn dẹp sạch sẽ từ trước, loại bỏ những người lui tới. Nhưng trong khi quan sát Marcus và Avia, cô phát hiện ra bình thường hai người này ra ngoài, hoặc tham gia hội họp, hoặc xem giác đấu, không hề cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Điều này khiến cho Tương Bạch Miên tràn đầy nghi hoặc nhưng không tìm ra cách giải thích hợp lý. Hôm nay cô đã hiểu được nguyên nhân sơ lược, Marcus và Avia mà mọi người nhìn thấy và tiếp xúc được thật ra là trong thiết bị hư cấu. Như vậy, ai muốn làm ra chuyện bất lợi lúc đi qua 3 tầng chuyển hóa nhất định sẽ bị chủ nhân của thế giới hư cấu phát hiện ra, kịp thời ngăn cản. Năng lực này thật thú vị. Trong thế giới hư cấu, tên quý tộc uống nước bị sặc, chứng tỏ số liệu hiện thực đồng bộ đến tầng đầu tiên là vô thức, chỉ mô phỏng theo bản năng, cho nên không thể trực tiếp loại bỏ thông tin nguy hiểm. Việc này cũng có thể nói rõ vì sao tôi có thể cảm ứng được tín hiệu điện sinh vật. Thương Kiến Diệu cũng có thể bắt được ý thức nhân loại. Đây là một cơ chế cứng nhắc hoàn toàn dập khuôn, mô phỏng từng chi tiết nhỏ. Sau đó, sự kiện sặc nước này lại phản ánh về hiện thực, cho nên tên quý tộc kia không vấn đề gì, ly nước của anh ta cũng không sao. Ở chỗ này, chủ nhân thế giới hư cấu phát hiện có vấn đề, nói cách khác, lọc số liệu thật ra được thực hiện ở tầng này. Hắn đồng bộ chuyện này lại cho chúng ta là muốn xem phản ứng của mọi người.
Ừm. Tiếp đó biểu hiện tên quý tộc sặc nước gần chết chỉ là được hư cấu ra, không hề có cơ sở hiện thực. Điều này chứng tỏ, chủ nhân của thế giới hư cấu có sức kiểm soát cực mạnh đối với ảo ảnh này. Mà thông qua việc lần theo thông tin nguy hiểm, hắn dễ dàng định vị được người thức tỉnh sử dụng năng lực, tìm ra vị trí của người đó. Điều này có thể giải thích được phần lớn chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Trong đầu Tương Bạch Miên hiện lên hàng loạt suy nghĩ, sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Long Duyệt Hồng cũng biết thiết bị hư cấu là gì, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu được đại khái ý của Thương Kiến Diệu. Điều này khiến hắn bất giác trợn tròn mắt, càng cảm thấy người thức tỉnh vừa đáng sợ vừa kỳ dị. Tương Bạch Miên lập tức liếc nhìn Thương Kiến Diệu, không nói ra suy đoán của mình, không trao đổi gì với anh. Cô biết rõ vừa rồi vì sao Thương Kiến Diệu muốn dùng từ tương đối chuyên nghiệp là thiết bị hư cấu để chỉ tình huống trước mặt. Là vì hiện giờ nhất cử nhất động của họ đều sẽ tiến vào thế giới hư cấu, bị nghe lén và lọc đi. Mà chủ nhân của thế giới hư cấu nếu là một người được giáo dục chính quy, không biết nghĩ của thiết bị hư cấu là chuyện rất bình thường. Đây hẳn là một loại năng lực ảo giác, xác suất cao là thuộc lĩnh vực gương vỡ. Lúc trước bên người Avia cũng có người thức tỉnh lĩnh vực gương vỡ. Nhưng giáo phái thần long chủ yếu lưu hành ở khu vực tập trung người đất xám. Trong tin tức của công ty cung cấp, thành phố Ban Sơ không có dấu vết hoạt động của giáo phái thần long. Chỉ một người thì có thể là ngoại lệ, nhưng xuất hiện hai người thì chưa chắc đã là trùng hợp, lẽ nào họ đến từ một giáo phái của người Hồng Hà sùng bái gương vỡ, giáo phái này có hợp tác vô cùng mật thiết với thành phố Ban Sơ. Tương Bạch Miên biết lúc này chỉ có suy nghĩ trong đầu mới là an toàn nhất, cho nên vừa đưa mắt nhìn sân giác đấu, xem trận so tài, vừa thầm đưa ra các phỏng đoán. Thực ra, vừa rồi họ cũng có nói một vài lời không nên nói, nhưng tổng thể vẫn ổn. Có thể giải thích là hai người có sự hiểu biết nhất định về người thức tỉnh. Khá quen thuộc với tướng quân Forget, quen cả hai vị thiếu tá của quân phòng thủ thành phố Zucas và Cassira, chưa từng gặp Marcus, chỉ nghe một vài lời đồn về hắn ta, cho là hắn ra rất áp lực. Điều kiện như vậy đặt vào trong xã hội thượng lưu của thành phố Ban Sơ, có thể chọn lọc ra một đống người, không tính là đặc biệt. Mà có phát hiện vừa rồi, Tương Bạch Miên cảm thấy hành động hôm nay có thu hoạch rất lớn, không uổng công. Trong tiếng gõ dữ dội, dũng sĩ giác đấu cao to kia mặc áo giáp, cầm khiên, xách theo giáo dài, bước ra, con hổ màu đen hai đầu cũng xông tới, dùng ánh mắt hung tàn khát máu nhìn về phía con mồi. Các bạn đang nghe truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Asus. Dũng sĩ giác đấu cao to kia không tấn công trực diện với con hổ hai đầu, mà lợi dụng khoảng cách hai bên còn rất xa, chạy vòng sang sân bên này. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn giữ trạng thái đối mặt với con hổ hai đầu, dùng tấm khiên chắn ở phía trước. Sinh vật giống mèo cỡ lớn và nhân loại từng cải tạo gen dù sao cũng có chênh lệch không nhỏ về tốc độ, sự nhạy bén và phản ứng. Chưa đến một phút đồng hồ, con hổ hai đầu đã kéo gần khoảng cách, chợt bổ tới, mang theo một trận gió tanh. Bởi vì khán giả xung quanh đã có chút mất kiên nhẫn, đột nhiên hưng phấn, một lần nữa vỗ lên tay vịn đặc chế, khiến âm thanh ầm ầm lại vang lên không dứt. Tương Bạch Liên nhìn như đang thưởng thức trận giác đấu này, trên thực tế lại đang suy nghĩ linh tinh, cân nhắc một vài vấn đề. Cường giả cấp bậc hành lang tâm linh của thế giới hư cấu kia, nếu như quả thực thuộc về lĩnh vực gương vỡ, thì cái giá phải trả của hắn là gì? Sợ ánh sáng, sợ nước, mù mặt, mù đường, sợ soi gương. Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Tương Bạch Miên. Cô bất giác nhìn quanh sân giác đấu một lần nữa, thấy trên những khu vực ghế ngồi khác nhau đều có một chiếc gương rất lớn. Cô lập tức loại trừ một cái giá phải trả. Ngoài ra, cô cũng không cho rằng vị cường giả kia là mù mặt hay mù đường, hai thuộc tính này hoàn toàn không thích hợp để làm vệ sĩ. Khả năng đầu sẽ nhận nhầm đối tượng phải bảo vệ, khả năng thứ hai sẽ lạc mất mục tiêu. Đến khi sự chú ý của Tương Bạch Miên một lần nữa quay lại giữa sân, đòn tấn công đầu tiên của dũng sĩ giác đấu cao to và con hổ hai đầu đã kết thúc. Hắn nhờ có tấm khiên che chắn, giáo dài uy hiếp, thuận thế lăn đi đầy thành thục, một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Nhưng chỉ trong hai ba bước, con hổ hai đầu đã lại đuổi theo. Cái miệng lớn như chậu máu của nó há ra, cơ thể to lớn một lần nữa lao vào dũng sĩ giác đấu cao to. Dũng sĩ giác đấu lặp lại mánh cũ, một bên dựng chiếc khiên lên, ngăn cản mãnh thú, một bên đâm giáo dài trong tay ra ngoài.
hắn có thể dự đoán được con hổ hai đầu sẽ né tránh và thu lực ở trên không trung, mà bản thân dựa vào tấm khiên đỡ đòn, lăn sang bên cạnh. Nhưng lần này, con hổ hai đầu lại không hề thay đổi tư thế, ánh mắt tàn bạo khát máu tập trung vào mục tiêu. Trong tiếng phụt, giáo dài đâm vào bên cạnh người nó, mà nó cũng hoàn toàn nhào lên chiếc khiên chắn. Lực đánh khổng lồ khiến dũng sĩ giác đấu không chịu nổi. Mắt thấy cánh tay sẽ cong về phía sau, cả tấm khiên cùng mãnh thú đều đập về phía ngực mình. Hắn nhanh chóng quyết định vứt bỏ thanh giáo dài, vứt bỏ tấm khiên. Trực tiếp bổ sang một bên khác. Diễn biến này nằm ngoài dự liệu của hắn. Mức độ điên cuồng của sinh vật biến dị này vượt xa mãnh thú bình thường. Khi một con người không có vũ khí và đồ phòng thủ, đối diện với một con hổ, hoàn toàn không có bất cứ phần thắng nào, cho dù tinh thông chiêu số, cũng chỉ là đưa đồ ăn vào miệng đối phương. Hơn nữa, trước mắt không phải là con hổ bình thường, mà là một con hổ hai đầu màu đen biến dị, hung hãn hơn rất nhiều. Khán giả có mặt ở sân đấu đều hồi hộp, có người không đành lòng nhìn dũng sĩ giác đấu bị dã thú xé thành từng mảnh, có người thì lại hưng phấn mong đợi cảnh tượng đẫm máu như thế. Mà cháu ngoại của Orey, Marcus là người sau. Dũng sĩ giác đấu cao to bổ nhào sang bên cạnh, vừa chạm đất hai tay đã chống xuống, sau đó bắn người lên. Hắn không chạy trốn mà tiến tới, lượn một vòng nhỏ, quay trở về khu vực vừa rồi bị con hổ hai đầu suýt thì đánh ngã. Điều này giúp hắn thành công tránh thoát đòn tấn công theo sau của con hổ hai đầu. Tiếp đó hắn lăn đi, nhặt lại tấm khiên và thanh giáo dài. Một loạt động tác liên tiếp này đã thể hiện được kinh nghiệm, kỹ xảo, sự quyết đoán và sức mạnh của dũng sĩ giác đấu này, khiến khán giả phải hô lên quá đã ghiền. Lúc này trên tấm khiên bằng thép đã bị lõm một lỗ, mà bên sườn của con hổ hai đầu đang chảy máu tí tách. Tiếp đó hai bên lại lặp lại quy trình lúc trước, lần lượt nhào đến, cắn xé, đâm chọc, lăn đi, rơi xuống, nhặt về, đổi lại là những tiếng gõ ầm ầm. Dũng sĩ giác đấu cao to kia đã đổ mồ hôi đầy trán, thể lực nhanh chóng tiêu hao, trên người con hổ hai đầu cũng thêm rất nhiều vết thương, không ngừng chảy máu. Không lâu sau hai bên đã đến thời điểm so bì sức chịu đựng. Đúng lúc dũng sĩ giác đấu cao to kia lung lay sắp ngã, thất bại ngay trước mắt, thì con hổ hai đầu, bởi vì mất máu quá nhiều, sau một lần xông tới, rốt cuộc cũng không thể đứng dậy được nữa. Dũng sĩ giác đấu cao to nắm lấy cơ hội, tiến lên vài bước đâm một nhát giáo vào chỗ hiểm của con mồi. Con hổ hai đầu vùng vẫy một hồi, cuối cùng bất động. Thấy cảnh tượng như vậy, khán giả một lần nữa vỗ vào tay vị, hô lớn tên của dũng sĩ giác đấu kia, Roy. Roy, dũng sĩ giác đấu lập tức giơ cao hai tay, chậm rãi đi vòng quanh sân đấu một vòng. Hắn đang tiếp nhận những tiếng hoan hô, cũng là đang triển lãm hàng hóa, hy vọng có thể được một vị quý tộc nhìn chúng, trở thành vệ binh của người ấy. Nếu không phải như vậy, Roy ít nhất còn phải ở lại sân giác đấu mức độ này 4-5 trận nữa mới có thể lấy lại được tự do. Và mỗi một trận giác đấu, hắn đều cảm thấy mình như đang quanh quẩn ở rìa của cái chết. Trong tiếng hô vang Roy Roy, Thương Kiến Diệu nhìn dũng sĩ giác đấu cao to kia, thở dài nói, thật là đáng thương. Tương Bạch Miên và Long Duyệt Hồng cũng có sự bi ai trong lòng. Trong khoảng thời gian trống sau khi kết thúc trận giác đấu thứ nhất, một vị quý tộc đến muộn đi vào phòng riêng. Hắn ta vừa đi vào, lập tức có rất nhiều người đứng dậy nghênh đón. Đám người Tương Bạch Miên cũng biết hắn ta, bởi vì trong rất nhiều tin tình báo đều có nhắc tới Asus Julius, con trai của quan chấp chính kiêm thống soái Beolius của thành phố Ban Sơ. Asus có vóc dáng rất cao, tóc đen mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt mang đến cảm giác như được đẽo gọt. Trong mắt Long Duyệt Hồng, người này chắc hẳn đã từng cải tạo gen, là một người trời chọn, nếu không thì làm sao cao hơn mình nhiều như vậy, cao bằng Thương Kiến Diệu, hơn nữa tướng mạo còn không tệ. Thứ đẹp nhất trên mặt Asus chính là đôi mắt kia, sâu thẳm, mê người, lúc nhìn xung quanh dường như có thể phóng ra điện. Lúc này, hắn ta mặc áo sơ mi đen, quần bò cùng màu, dùng tư thế một tay đút túi, dẫn vệ sĩ riêng và vệ binh của gia tộc đi vào căn buồng riêng của mình. Gặp mỗi một quý tộc đứng lên chào hỏi, hắn ta đều mỉm cười, bề ngoài trông không hề có chút kiêu căng nào. Tương Bạch Miên có chú ý thấy ánh mắt của người này luôn dừng lại ở những người bạn gái, hầu gái của các quý tộc khác, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Một giây kế tiếp, cô thấy Asus nhìn về phía bên này. Cô kéo Thương Kiến Diệu một cái, nở nụ cười, gật đầu chào hỏi. Trong quá trình này, Tương Bạch Miên có cảm giác Asus đã nhìn mình từ đầu đến chân một lượt, tuy không đến mức bỉ ổi, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.
Asus vẫn giống lúc trước, nhanh chóng rời đường nhìn, bắt chuyện với các quý tộc khác. Trong phòng quý tộc ồn ào mấy phút, sau đó lại yên tĩnh, một trận giác đấu mới sắp bắt đầu. Ra khỏi sân giác đấu, Thương Kiến Diệu, Tương Bạch Miên, Long Duyệt Hồng lên xe của mình, rời khỏi sự theo dõi hư cấu. Trên xe, ba người đều không nói gì, để tránh bản thân, vẫn còn ở trong thiết bị hư cấu. Sau khi hoàn thành tất cả quy trình đã định, quay trở lại phòng thuê, tập hợp với Bạch Thần và Nagua, Tương Bạch Miên mới kể lại đại khái những gì thu hoạch được trong hành động lần này. Cuối cùng cô mỉm cười nhìn về phía Thương Kiến Diệu nói, lúc dũng sĩ giác đấu kia sắp bị giết chết, tôi thật sự lo lắng anh sẽ xông xuống đó cứu người. Mấy trận giác đấu sau đó, có hai dũng sĩ giác đấu đã chết. Thương Kiến Diệu đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, tôi cũng đã cân nhắc. Nhưng phong tục này, trật tự này không thể thay đổi, những chuyện tương tự vẫn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc đó cho dù tôi hy sinh bản thân mình, dùng thập bát quyền đối đầu với tất cả những người thức tỉnh trong sân giác đấu cùng nhân viên an ninh, cũng chỉ có thể cứu được một. Long Duyệt Hồng nghe đoạn đầu còn cảm thấy Thương Kiến Diệu nói rất có lý, nhưng khi nghe thấy mấy chữ thập bát quyền thì lại lặng lẽ cất quan điểm này đi. Suy nghĩ này không sai, Tương Bạch Miên tránh nói vào chi tiết, khen một câu. Thương Kiến Diệu gật đầu, cho nên mới phải phấn đấu để cứu vớt toàn bộ nhân loại. Bốp bốp bốp, Nagua vỗ tay cho anh. Bạch Thần suy tư một hồi, lại nói, tôi đã hiểu được đại khái mọi người nói thiết bị hư cấu là có ý gì. Trọng điểm bây giờ là chúng ta làm thế nào mới có thể phá giải được phương pháp bảo vệ này, thực sự thiết lập được quan hệ với Marcus và Avia. Tương Bạch Miên không trả lời, nhìn về phía Nagua nói, lão Nagua, ông có đề nghị gì? Không đủ tư liệu về người thức tỉnh, không thể phân tích ra biện pháp khả thi. Nagua thành thật trả lời. Tương Bạch Miên mỉm cười, đây cũng là khó khăn mà tôi gặp phải. Cô trầm ngâm một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Kiến Diệu. Này, liên lạc với Teren của đảng áo đen xem bọn họ có biết tổ chức tôn giáo nào sùng bái chấp tuế gương vỡ ở thành phố Ban Sơ không, nếu có xin nhờ họ cung cấp một ít tài liệu. Được, Thương Kiến Diệu phấn khởi nói. Dường như anh vẫn còn nhớ mãi không quên thứ đồ uống ở nhà Teren. Nói chuyện chính sự xong, Tương Bạch Miên vừa cười vừa nói, cảm thấy Asus kia rất háo sắc. Đây không phải là kết luận sáo rỗng do trực giác của phụ nữ mang đến, mà là đáp án do cô tự mình cảm nhận, tự mình trải nghiệm được. Thật sao? Thương Kiến Diệu sờ cằm mình, ít nhất cũng không thích đàn ông, anh ta chưa từng nhìn tôi như thế. Long Duyệt Hồng nhảy qua ý kiến của tên này, phụ họa lời của tổ trưởng. Đúng đúng đúng, anh ta nhìn mỗi một cô gái đều rất chuyên chú, ngoại trừ mấy cô không đẹp lắm. Đúng vậy, anh ta không lịch sự chút nào, không có sự tôn trọng bình đẳng. Không biết Thương Kiến Diệu đang phê bình Asus không chuyên tâm nhìn mấy cô gái kém sắc, hay là cho rằng hắn ta bất bình đẳng trong việc thích nam nữ. Tương Bạch Miên bỏ qua lời vừa rồi của Thương Kiến Diệu, đưa ra sự nghi ngờ của mình, nhưng vấn đề ở chỗ là con trai của nhân vật số 1 thành phố Ban Sơ, có cô gái đẹp nào mà anh ta không có được chứ, vì sao còn như thế? Đây cũng là nghi vấn cô có được khi đọc một vài sách vở lịch sử của thế giới cũ. Thương Kiến Diệu thành khẩn đáp, có lẽ tín điều của gia tộc họ là cấm dục. Cũng có thể là thói quen, còn có thể là... Nagua nhanh chóng phân tích nguyên nhân, cái giá phải trả, cái giá phải trả. Tương Bạch Miên như có điều suy nghĩ, lặp lại từ này trong lòng. Cô bất giác liếc nhìn Bạch Thần, muốn nghe đồng đội nữ này có ý kiến gì không? Kết quả phát hiện tổ viên này ngay từ đầu đã không gia nhập vào đề tài ấy, vẫn luôn giữ im lặng. Tương Bạch Miên thu lại đường nhìn. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 568, Tung Tích. Tương Bạch Miên một tiếng. Không loại trừ khả năng Asus là người thức tỉnh, nhưng cơ bản có thể khẳng định anh ta đã cải tạo gen. Nếu Asus là người thức tỉnh, Tương Bạch Miên có thể sơ bộ phán đoán anh ta thuộc lĩnh vực cả độc dược. Nói đến đây, Tương Bạch Miên mỉm cười, không nói đến anh ta nữa, không liên quan gì đến chúng ta. Việc quan trọng nhất của chúng ta lúc này là nhân lúc cách trận giác đấu lần sau còn mấy ngày, nghĩ cách làm thế nào vượt qua thế giới hư cấu, tiếp xúc với Marcus. Tương Bạch Miên lập tức nhìn quanh một vòng, vỗ tay một cái nói, không cần quá căng thẳng, mọi người nghĩ mà xem, bây giờ mới bao nhiêu ngày, thành phố Ban Sơ đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dịch bệnh vô tâm,
đánh bom vào đoàn người biểu tình của công dân, âm mưu của giáo dục phản tri thức, giáo phái dục vọng trí thánh tham dự, ám sát của sân giác đấu, hơn nữa hai phái bị chia rẽ, ao nước này sớm muộn gì cũng sẽ bị khuấy đục, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Lúc nói đến câu chúng ta sẽ có cơ hội, ánh mắt Tương Bạch Miên như vô ý nhìn về phía Bạch Thần, mỉm cười gật đầu một cái. Tất cả là vì Tiểu Hồng đến, Thương Kiến Diệu nói ra câu này rất hợp thời. Long Duyệt Hồng giận dữ phản bác, có rất nhiều chuyện đã ủ từ trước khi tôi tới rồi. Có những chuyện ủ một thời gian sẽ biến mất, không phải chuyện nào cũng xảy ra. Thương Kiến Diệu luôn có rất nhiều triết lý. Lần này Tương Bạch Miên không ngăn cản, mỉm cười nhìn hai người đấu khẩu. Điều này giúp bầu không khí trong phòng trở nên không tệ, ngay cả vẻ mặt Bạch Thần cũng trở nên thả lỏng. Số nhà 25, đường Stern, khu Hồng Cự Lang. Thương Kiến Diệu đội bộ tóc giả màu đen, một lần nữa uống trực coca của Teren. Anh uống một hớp lớn đầy thỏa mãn, mỉm cười hỏi, ông có từng nghe nói về chấp tuế tháng 11 gương vỡ không? Teren gật đầu, là một thành viên của tổ chức tôn giáo, kiến thức cơ bản về các chấp tuế lớn đều phải có. Vậy ông có chú ý thấy ở thành phố Ban Sơ tồn tại tổ chức tôn, sùng gương vỡ không? Tương Bạch Miên cũng hưởng thụ coca lạnh. Cảm giác sảng khoái thỉnh thoảng có thể nhấm nháp ra này quả thực không tệ. Teren nhớ lại rồi nói, công khai thì không có, ít nhất thì tôi không biết. Nhưng tôi từng nghe người ta nói, có một tôn giáo bí ẩn sùng bái gương. Không phải là họ biểu hiện ra tín ngưỡng gương vỡ, mà họ dùng gương làm thánh vật, cho rằng gương là một thứ đặc biệt, thần bí, mặt kia của nó chính là thế giới mới, mà làm sao để tiến vào thế giới mới, đáp án ở bản thân cái gương. Tương Bạch Miên bỗng nhớ lại trong sân giác đấu có dựng những chiếc gương rất lớn, hỏi như có điều suy nghĩ, họ thường lui tới chỗ nào? Hoặc là có xác định ai là thành viên của họ không? Teren lắc đầu, tôi chỉ tình cờ nghe một thợ săn di tích từng đề cập đến, nhưng bây giờ anh ta không có ở trong thành phố, đã đến dãy núi bờ Bắc, muốn bắt con sói trắng khổng lồ kia. Thật là không đúng dịp. Tương Bạch Miên thầm nghĩ một tiếng, uống nước coca đá còn thừa, vậy làm phiền ông liên lạc với anh ta nếu anh ta đã trở về. Teren cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn uống coca, nghe vậy thì gật đầu nói, việc này không thành vấn đề. Ông ta dừng một chút, hỏi dò, các cô khoảng lúc nào thì có thể trả lại khoản tiền kia, đổi thành vật tư cũng được. Ha ha, tôi không gấp, nhưng dù sao cũng là tài sản của đảng áo đen chúng tôi, vị phía trên tôi, còn có các người cộng tác khác, đều rất quan tâm. Nghe thấy câu hỏi này, Tương Bạch Miên nhất thời á khẩu không trả lời được. Kể từ lúc hoàn thành giao dịch với Lê Man, tổ điều tra cũ đã buông lỏng chuyện kiếm tiền, toàn tâm toàn ý đều đặt vào nhiệm vụ chính, không còn tự giác lưng cõng nợ lớn nữa. Nếu không phải thỉnh thoảng Thương Kiến Diệu lại nhớ đến cánh tay người máy của anh, thì Tương Bạch Miên đã sắp quên chuyện trả lại tiền này. Nhân vật phản diện vay tiền còn phải trả sao? Cô mỉa mai mình một câu, cười nói, sắp rồi, chúng tôi đang cố gắng tích góp tài chính trong kế hoạch. Tương Bạch Miên đột nhiên chột dạ, không ở lại lâu thêm nữa, đợi Thương Kiến Diệu uống hết coca, lập tức kéo anh tạm biệt ra về. Lên xe, cô không vội vã trao đổi vấn đề nợ nần, vừa điều khiển tay lái, vừa nói, chỉ hy vọng trước trận giác đấu lần sau, thợ săn di tích kia có thể trở về. Để chúng ta có thể lấy được chút tư liệu về giáo phái sùng bái gương, xem có thể từ trong đó phát hiện ra đầu mối vượt qua thế giới hư cấu không. Thương Kiến Diệu ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn phía trước nói, tôi có một cách, nếu như có hiệu quả, thì chắc chắn có thể phá giải cơ chế lọc của thế giới hư cấu này. Cách gì vậy? Tương Bạch Miên muốn nghe một chút về suy nghĩ kỳ lạ của tên này. Thương Kiến Diệu nghiêm túc nói, tôi đổi sang tín ngưỡng gương vỡ, khẩn cầu ngài ấy giúp đỡ. Anh tỏ vẻ tôi đã phải hy sinh rất lớn đấy, dù sao tiệc thánh của giáo phái Thần Long cũng không hấp, dẫn bằng mấy tổ chức như giáo phái Lò Luyện. Đương nhiên, giáo phái sùng bái gương kia có tiệc thánh gì, anh còn chưa rõ lắm. Trên lý thuyết là được, nhưng xác suất chấp tuế phù hộ thấp đến mức gần như không đáng kể. Tương Bạch Miên bác bỏ ý kiến của Thương Kiến Diệu về phương diện tính khả thi. Thảo luận xong chuyện này, cô mới thở dài nói, tiếp theo phải làm thế nào kiếm được tiền trả cho đảng áo đen. Không còn chủ nợ nữa thì sẽ không còn nợ nần. Thương Kiến Diệu mỉm cười đưa ra câu trả lời. Anh lấy tay làm động tác cắt ngang, chỉ cần giết chết đảng áo đen thì không cần phải trả lại tiền nữa. Tương Bạch Miên nghe vậy thì sửng sốt mấy giây, bất giác suy nghĩ về tính khả thi. Đối với tổ điều tra cũ hiện nay đã trang bị đến tận răng mà nói,
chỉ cần không kéo giáo phái trí tuệ siêu việt vào thì vẫn có khả năng tiêu diệt được đảng áo đen. Gì, nghĩ gì thế? Tương Bạch Miên nhanh chóng tỉnh ngộ lại, tức giận nói, tôi độc ác đến thế sao? Tôi giống loại người không giữ chữ tín như vậy sao? Cho dù đảng áo đen làm đủ chuyện xấu, tôi phải thay trời hành đạo, thì trước tiên cũng phải trả lại tiền cho họ đã. Sau đó mới lấy tiền về. Thương Kiến Diệu cười nói. Tương Bạch Miên rốt cuộc xác nhận người này đang đói đùa, liếc mắt nhìn anh, vừa lái xe vừa lẩm bẩm, quay về nghiệp đoàn thợ săn xem có nhiệm vụ gì có thể nhận được không. Với cả, bên phía công ty, báo cáo lại những thu hoạch trong trận giác đấu ngày hôm nay, xin thêm một khoản kinh phí nữa. Cứ nói lúc trước chúng ta tốn một khoản lớn để mua chuộc nhân vật mấu chốt, thu được vé vào cửa phòng quý tộc, chúng ta không thể chuyện gì cũng dùng đến ân tình của mình được, đúng không? Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay. Lúc hai người nói chuyện, xe Jeep đã lái vào khu vực thanh cảm lãm, đến khách sạn Ugo. Họ muốn xác nhận ông chủ có phát hiện ra tung tích của ngựa ác mộng không. Sắp tới trưa, Ugo vẫn ăn bánh mì đen, nước lọc và đậu hầm. Ông ta ngẩng đầu nhìn Tương Bạch Miên và Thương Kiến Diệu, không nói gì. Tương Bạch Miên có điều hiểu ra, dẫn Thương Kiến Diệu về phòng. Vừa mới vào cửa, họ đã nhìn thấy trên bàn đặt một tờ giấy, dùng một cái chén khô chặn lên trên. Tương Bạch Miên cầm lấy xem, bên trên chỉ có một câu đơn giản, có người từng gặp con ngựa kia ở dãy núi bờ Bắc. Dãy núi bờ Bắc, Tương Bạch Miên có chút kinh ngạc nhướng mày, đuổi theo con sói trắng khổng lồ kia. Thương Kiến Diệu đấm nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ như đã hiểu ra. Tương Bạch Miên lại nhíu mày nói nhỏ, nhưng mèo An Dấp đang ở trong thành phố, Tiểu Sung cũng có thể đang ở nơi có điện. Thương Kiến Diệu bày ra tư thế việc này rất đơn giản, lúc trước để đuổi theo Kiều Sơ, ngựa ác mộng đã chạy ra ngoài cách hơn 100 cây số. Đúng vậy, thật sự rất chịu khó hành động. Tương Bạch Miên buồn cười cảm khái một câu, nhưng lúc nó ở trong thành phố, sao? Lại ngửi được mùi của con sói trắng ở tận dãy núi bờ Bắc. Lúc trước là do Kiều Sơ đi sâu vào di tích đầm lầy số 1. Có thể đi dạo đến dãy núi bờ Bắc, tình cờ đụng phải. Thương Kiến Diệu gật đầu. Được rồi, Tương Bạch Miên cũng không nghĩ ra cách giải thích khác. Cô nghiêm sắc mặt, lại nói, nếu gặp phải ngựa ác mộng, liệu có thể bảo nó đưa chúng ta đi gặp Tiểu Sung không? Tôi không hiểu tiếng ngựa đâu. Thương Kiến Diệu vô cùng khó xử. Anh khá tự giác trong việc đảm nhiệm chức vụ phiên dịch này. Tương Bạch Miên không để ý đến anh, tự thở dài nói, buổi chiều thật sự phải đến nghiệp đoàn thợ săn xem thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, ra khỏi thành phố. Trong một căn phòng an toàn của tổ điều tra cũ ở khu Thanh Cảm Lãm, Tương Bạch Miên gửi điện báo xong, thở dài một hơi nói, có thể chuẩn bị xuất phát rồi. Cô đã báo cáo với công ty về những thu hoạch gần đây của tiểu đội, một mặt là để xin kinh phí cho những hoạt động tiếp theo, mặt khác là muốn công ty có thể cung cấp đầu mối để phá giải thế giới hư cấu. Trong tình huống có một thế lực lớn chống lưng, nếu không biết cách lợi dụng tổ chức, thì quả thực có thể gọi là ngu ngốc. Trong rất nhiều năm trước, những nhân viên được phái ra ngoài làm việc của sinh vật bàn cổ có lẽ đã gặp phải những chuyện tương tự, tích lũy được kinh nghiệm nhất định chăng. Không ngờ chúng ta lòng vòng cuối cùng vẫn phải đến dãy núi bờ Bắc, tìm con sói trắng kia. Long Long Duyệt Hồng nghe vậy, cảm khái một câu. Đối với tổ điều tra cũ bây giờ mà nói, tìm con sói trắng có ba ý nghĩa quan trọng. Một là, đây là nhiệm vụ có thù lao hậu hĩnh nhất của nghiệp đoàn thợ săn trong thời gian gần đây, chỉ cần hoàn thành, tổ điều tra cũ có thể trả lại phần lớn tiền nợ. Hai là, ngựa ác mộng rất có khả năng đang hoạt động bên trong khu vực của con sói trắng khổng lồ kia. Ba là, thợ săn di tích biết được thông tin về giáo phái gương đang ở dãy núi bờ Bắc đuổi theo con sói trắng khổng lồ này. Thương Kiến Diệu đã hỏi rõ tên, tuổi tác và ngoại hình của anh ta. Trong tình huống thế này, cuối cùng Tương Bạch Miên quyết định nhận nhiệm vụ này, đến dãy núi bờ Bắc một chuyến. Dù sao họ đã có kinh nghiệm đối mặt với Kiều Sơ, không đến mức bó tay bó chân. Quan trọng hơn là, hiện giờ họ còn có thành viên không sợ bị mê hoặc Nawa này. Người khác dầu muối không ăn, ông ta dầu muối không ăn, thứ khác cũng không ăn luôn. Đây là vận mệnh an bài rồi. Thương Kiến Diệu mỉm cười đáp lại lời cảm khái của Long Duyệt Hồng. Long Duyệt Hồng kìm nén xúc động tiếp tục thảo luận đề tài này một cách lý trí, nói tiếp,
nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng từ trước, giống như lúc trước đối phó với Kiều Sơ vậy. Tương Bạch Miên, Bạch Thần cùng nhìn về phía Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu cười nói, việc này đơn giản, còn đơn giản hơn cả lần trước đối phó với Kiều Sơ, chỉ cần nhận thức sâu sắc về phương diện người không được, ít nhất cũng không nên, là có thể chống đỡ được. Nhưng lần này làm sao dùng được thằng hề suy luận? Không phải thằng hề suy luận đều là bóp méo kết quả sao, làm thế nào để nhận thức sâu sắc? Bạch Thần lên tiếng hỏi. Thương Kiến Diệu mỉm cười nói, bản thân của làm sâu sắc đã là một loại bóp méo. Anh giơ ngón tay chỉ vào Long Duyệt Hồng, bắt đầu từ anh. Long Duyệt Hồng thầm hít một hơi, do dự trong chốc lát rồi nói, được. Hắn lập tức đi theo Thương Kiến Diệu vào căn phòng bên kia, nhìn đối phương bằng vẻ mặt cảnh giác. Anh như thế không được, cảnh giác quá mức sẽ dẫn đến hiệu quả không tốt, lẽ nào anh muốn đến lúc đó sẽ có quan hệ vượt qua tình bạn với con sói trắng kia. Thương Kiến Diệu bật cười trêu chọc, tôi cũng không biết giữa sinh vật biến dị và con người có khoảng cách về sinh sản không. Nếu như không có, con tương lai của anh sẽ biến thành thứ giống như sư tử hổ báo, cho nên. Mấy câu phía trước khiến Long Duyệt Hồng cảm thấy đây là tán gẫu trước khi bắt đầu chính thức, vì vậy yên lặng nghe, tìm kiếm chỗ có thể phản bác. Càng nghe vẻ mặt hắn càng trở nên vặn vẹo, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không biết đang tưởng tượng ra cảnh tượng gì. Không được, tuyệt đối không được, con người phải có giới hạn đạo đức, không thể làm ra loại chuyện này. Biến thái, quá biến thái, Long Duyệt Hồng nói liên thanh. Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay cho hắn, nói đúng lắm. Anh có thể về rồi. Hả? Kết thúc rồi, Long Duyệt Hồng mờ mịt hỏi. Thương Kiến Diệu gật đầu một cái. Không cần, anh có ý thức đạo đức vô cùng mạnh, hơn nữa giỏi quản lý bản thân, không cần phải làm sâu sắc thêm nhận thức nữa. Thật sao? Long Duyệt Hồng liếc nhìn Thương Kiến Diệu, phát hiện vẻ mặt anh rất thành khẩn. Mang theo một bụng nghi ngờ, hắn quay về căn phòng khách bên ngoài kia, nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra. Nhưng bất kể hắn hồi tưởng thế nào, đều cảm thấy không có vấn đề gì. Người tiếp theo. Thương Kiến Diệu cho tay vào túi, đi tới trước cửa ngăn giữa hai gian phòng để tôi đi. Tương Bạch Miên nói với Bạch Thần một tiếng. Cô nhanh chóng vào phòng, đóng cửa gỗ lại, cười tủm tỉm nói với Thương Kiến Diệu, lại bắt nạt Tiểu Hồng. Tôi thậm chí còn không dùng sức. Thương Kiến Diệu phát ra âm thanh thổn thức. Tương Bạch Miên mỉm cười, nói với vẻ mong đợi, bắt đầu đi. Không vội, chúng ta trò chuyện một lúc trước đã. Thương Kiến Diệu nói với trạng thái thả lỏng. Tương Bạch Miên nhướng mày, anh muốn thêm điều kiện trong lúc nói chuyện, hoàn thành suy luận. Được rồi, phối hợp với anh. Vẻ mặt của Thương Kiến Diệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, tôi chỉ muốn tham khảo quan điểm tình yêu của cô. Hử, Tương Bạch Miên phát ra một âm giọng mũi. Thương Kiến Diệu giải thích thêm, cô gái có cả sắc đẹp và trí tuệ như cô. Vụt. Tương Bạch Miên phì cười thành tiếng, đừng cường điệu hóa như thế, nói thẳng vào chủ đề đi. Thật đấy. Thương Kiến Diệu vô cùng nghiêm túc. Trước đây hẳn là cô từng nghiên cứu khoa học, hiện giờ lại có thể lên núi đánh hổ xuống biển bắt rồng. Yêu cầu cơ bản nhất của tình yêu chắc chắn là hai bên có thể có được tiếng nói chung, có thể giao lưu, có thể trao đổi, có sự cộng hưởng về suy nghĩ và linh hồn. Động vật dù thế nào đi nữa cũng không thể nắm giữ trí tuệ của nhân loại, không thể nói, không thể suy xét những vấn đề phức tạp, chứ đừng nói gì đến việc trở thành người chủ nghĩa lý tưởng. Cho nên, Tương Bạch Miên càng nghe, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, một sinh vật không có trí khôn chỉ có thể làm thú cưng. Được rồi, cô có thể đi ra ngoài, bảo Tiểu Bạch vào đây. Thương Kiến Diệu mỉm cười. Tương Bạch Miên để lộ vẻ mặt như đã hiểu ra, không hỏi nữa, cũng không tự suy xét, xoay người mở cửa, gọi Bạch Thần vào. Anh định nói thế nào để thuyết phục tôi? Bạch Thần mang theo chút tò mò hỏi Thương Kiến Diệu. Tôi nghĩ, có thể là cô thích động vật. Chỉ cần nó làm bạn là cô sẽ không rồi không bỏ nó. Thương Kiến Diệu hiếm khi đứng đắn cho ra một đánh giá trước. Bạch Thần im lặng vài giây, khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Cho nên chúng ta vẫn là trò chuyện về người máy đi. Thương Kiến Diệu nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Chưa đến một phút đồng hồ, Bạch Thần mở cửa ra ngoài, vẻ mặt như bình thường. Thương Kiến Diệu lập tức nhìn về phía Gnawa với vẻ háo hức muốn thử. Lão Gnawa, ông muốn thử một chút không? Được, Gnawa vẫn rất có tinh thần muốn thử. Sau đó Thương Kiến Diệu thất bại một cách đáng xấu hổ. Bởi vì đã có 3 thiết bị khung xương quân dụng, cho nên tổ điều tra cũ không thể nào chỉ lái một chiếc xe, lại phải mượn thêm một chiếc xe việt dã mới.
hai chiếc xe một trước một sau, men theo con đường tiến vào thành phố Ban Sơ lúc trước, đi thẳng về phía cây cầu lớn thông tới khu phế tích bờ Bắc. Vừa mới lên cầu, Tương Bạch Miên đã phát hiện không đúng. Lần này, không chỉ có xe vào thành phố bị kiểm tra, mà xe ra khỏi thành phố cũng bị. Phía trước họ, có những chiếc xe cũ nát đến từ phế tích bị chặn lại ở đó, bị quân phòng thủ thành phố ở đầu cầu lục soát kỹ càng, mấy phút mới cho một chiếc đi qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Tương Bạch Miên nói nhỏ. Đi vào khu phế tích, truy bắt sinh vật biến dị là một chuyện khá nguy hiểm, với thực lực trước mắt của tổ điều tra cũ, không thể coi như là một chuyện bình thường được. Cho nên họ phải mang tất cả trang bị đi, ngoại trừ cánh tay người máy đang thế chấp ở chỗ đảng áo đen kia. Nếu như bị kiểm tra, ba bộ thiết bị khung xương quân dụng đủ để gây ra chấn động, khiến họ bị quân phòng thủ thành phố coi là phần tử khủng bố. Sản phẩm khống chế loại này mà ở trước mắt thì súng chống tăng tác chiến, đơn binh không đáng để nhắc đến, bắt đồng bọn của kẻ ám sát ở sân giác đấu, đề phòng họ trốn thoát. Trả lời Tương Bạch Miên là Thương Kiến Diệu đang chống tay lên cầm. Có thể, Tương Bạch Miên bày tỏ tán đồng. Lúc cô đảo mắt nhìn, đột nhiên nhận ra một bóng người quen thuộc. Đó là một người hồng ngạn, tóc đen xoăn tự nhiên, màu da hơi nâu, cao tối đa 1m65. Hắn ta chính là Giả Địch, kẻ lúc trước muốn cướp tổ điều tra cũ, sau đó bị ép giúp đỡ đám người Thương Kiến Diệu thông qua chốt kiểm tra để vào thành phố. Lúc này Giả Địch tiến tới bên cạnh xe thiết giáp của quân phòng thủ thành phố, cười cười nói với mấy tên binh sĩ. Đi hỏi xem xảy ra chuyện gì, Tương Bạch Miên phân công cho Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu đã sớm có ý đó, hăng hái đẩy cửa xuống, đi xuyên qua dòng xe cộ, hướng về phía Giả Địch trước những nòng súng đang chĩa vào. Giả Địch thấy anh cũng tỏ ra mừng rỡ, rõ ràng còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của thằng Hề suy luận. Hắn ta nói với mấy tên lính, bạn tôi. Hắn ta chợt kéo Thương Kiến Diệu sang một bên. Xảy ra chuyện gì? Thương Kiến Diệu hỏi thẳng. Giả Địch liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng, trên sân giác đấu hôm trước xảy ra một vụ ám sát, anh biết chứ? Ừ, hung thủ đã bị bắt tại chỗ, khai ra đồng bọn. À, anh không ngờ đúng không? Đồng bọn của hắn lại là kẻ gây ra vụ nổ trong buổi diễu hành của công dân. Hơn nữa có người nói liên quan đến một phe phái quân đội. Để đề phòng hắn chạy ra khỏi thành phố, hiện giờ muốn ra ngoài cũng phải bị kiểm tra rồi. Vậy à, là kiểm tra người, chứ không phải kiểm tra hàng cấm. Thương Kiến Diệu hỏi như xác nhận. Giả Địch gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng nếu thuận tiện tra ra, thì không bắt cũng không được. Nếu như các anh muốn ra khỏi thành phố, thì phải đợi thêm 2 hôm nữa. Hiện tại tôi cũng không có cách nào, rất nghiêm ngặt, bên trên có sĩ quan tới trông coi. Lúc nói chuyện hắn ta xoay người chỉ về một chiếc xe thiết giáp ở bên khác. Cách đó không xa có một chiếc xe chỉ huy chống đạn màu xám đậm, bên trên có một thiếu tá đang ngồi. Thiếu tá nọ mặc quân phục màu xám, tóc ngắn và đôi mắt đều là màu nâu đỏ, cả người vạm vỡ, khí chất lạnh lùng, chính là Dukas mà tổ điều tra cũ quen biết. Trên mặt Thương Kiến Diệu lập tức hiện ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 570, giao lưu theo kiểu Thương Kiến Diệu. Dukas ở đây à? Vậy có thể kéo quan hệ rồi. Tương Bạch Miên nhìn Thương Kiến Diệu một lần nữa lên xe, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trong tình huống có người quen, chuyện gì cũng dễ giải quyết. Tuy gã cơ bắp Dukas trông không dễ nói chuyện lắm, không quá thân thiết với người khác, nhưng bên mình lại có Thương Kiến Diệu. Nếu như tình hình không thuận lợi, không tiện dùng thằng Hề suy luận, thì kích động Dukas một chút, có thể đánh cuộc bằng việc vật cổ tay. Nghĩ tới đây, Tương Bạch Miên không tìm cơ hội cho xe quay đầu, tiếp tục nối đuôi xe phía trước, chậm rãi đi vào chốt kiểm tra. Mắt thấy chiếc xe thiết giáp chắn ngang đường đã gần trong gang tấc, binh sĩ phụ trách kiểm tra đi tới, Tương Bạch Miên nháy mắt với Thương Kiến Diệu. Lúc này Thương Kiến Diệu hạ cửa xe xuống, thò đầu ra, vui vẻ vẫy tay với Dukas, người giám sát chốt kiểm tra này. Hiện giờ anh đang đội tóc giả màu đen, không có các thứ ngụy trang khác, không sợ Dukas không nhận ra. Dukas nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cố gắng vẫy tay kia, mí mắt hơi giật giật, bất giác quay đầu đi, giả vờ không phát hiện ra. Thương Kiến Diệu làm sao để cho anh ta được như ý nguyện, vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi, Dukas. Dukas, chúng ta thân thiết lắm sao?
Mạch máu trên thái dương Dukas khẽ động đậy, cả người hơi cứng lại. Anh ta do dự nên thuận thế chào lại, hay là giả vờ không nghe thấy. Đám binh lính ở phía bên kia đang cố gắng kiểm tra hai chiếc xe của tổ điều tra cũ, nghe thấy đối phương gọi tên cấp trên, nhất thời không biết nên tiến hay lùi. Khi cảnh tượng trở nên có chút kỳ quặc, Thương Kiến Diệu rất năng động, đẩy cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía Dukas. Đám binh lính nghiêng người đi, đưa ánh mắt về phía cấp trên đợi lệnh của anh ta. Dukas há há miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là vẻ mặt có phần không dễ nhìn. Thương Kiến Diệu dễ dàng đi xuyên qua đám binh sĩ, xuyên qua chốt kiểm tra, đi đến bên cạnh chiếc xe bọc thép mà Dukas đang ngồi kia. Lâu rồi không gặp, anh hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt của Dukas, nở nụ cười tươi rói, bắt chuyện. Dukas hít vào một hơi, lại chậm rãi thở ra, lâu rồi không gặp. Nhìn hai người họ tương tác ở phía xa xa mà Tương Bạch Miên chỉ muốn cười. Loại người lạnh lùng, khép kín gặp phải Thương Kiến Diệu đúng là khổ không kể xiết. Nếu như thực lực hùng mạnh, có thể đánh cho Thương Kiến Diệu một trận thì còn may, sợ nhất là hai bên ở trên cùng một trục hoành, hoặc là yếu hơn Thương Kiến Diệu. Đang tìm ai thế? Thương Kiến Diệu hỏi như quen biết. Dukas nhìn anh một cái, lấy lại vẻ lạnh lùng, anh không cần biết. Thương Kiến Diệu giơ tay lên sờ cầm mình, bắt chước giọng điệu của Tương Bạch Miên, vừa rồi tôi mới nghe ngóng được. Đang tìm đồng bọn của hung thủ ám sát trong sân giác đấu, cũng là kẻ đã đánh bom vụ biểu tình của các công dân. Dukas chẳng ừ chẳng hừ. Thương Kiến Diệu tiếp tục nói, tôi nghe nói hung thủ ám sát trong sân giác đấu là tín đồ của cái bóng vặn vẹo, mà tín đồ của vị này có rất nhiều trong quân đội. Dukas chợt nâng mí mắt lên, nhìn thấy Thương Kiến Diệu hơi mỉm cười. Trong quân đội của thành phố Ban Sơ cũng có tín đồ của cái bóng vặn vẹo đúng không? Hơn nữa còn không ít. Vụ ám sát trong sân giác đấu sẽ làm sâu sắc thêm nghi ngờ của một vài người nào đó trong viện nguyên lão đối với các phe phái quân đội, các anh phải tự chứng minh sự trong sạch của mình. Thương Kiến Diệu mỉm cười đưa ra hai vấn đề. Dukas không trả lời, hỏi ngược lại, các anh muốn ra khỏi thành phố. Thương Kiến Diệu cường điệu hóa biểu hiện tôi hiểu mà, bật cười ha hà nói, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ đến dãy núi bờ Bắc để bắt con sói trắng kia. Anh hẳn cũng biết rõ, vào khu phế tích, dù sao cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân, chúng tôi có kiếm một ít vũ khí hạng nặng, không tiện để kiểm tra lắm. Anh nói rất rõ ràng, tỏ vẻ mọi người đều là bạn tốt. Giả địch ở cách đó không xa sửng sốt một chút, không ngờ người anh em này của mình lại giao du rộng đến vậy. Dukas liếc nhìn Thương Kiến Diệu một cái, anh lại dám tự khai ra vấn đề, không sợ tôi trực tiếp giam giữ các anh lại à? Với khoảng cách này, Thương Kiến Diệu cố ý đưa mắt về khu vực trống giữa hai người. Hai người cách nhau chưa đến một mét. Anh muốn nói gì? Dukas từ trước đến giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thương Kiến Diệu mỉm cười, ý tôi là khoảng cách này, nếu tôi lớn tiếng hô lên, xung quanh sẽ có rất nhiều người nghe thấy được. Hô cái gì? Cứu mạng à? Dukas cười nói. Thương Kiến Diệu bật cười ha ha, hô Dukas vật tay thua một cô gái. Dukas nhất thời hết lời chống đỡ. Thương Kiến Diệu lại uy hiếp thêm, tôi còn có loa phóng thanh, có loa phát nhạc, anh có muốn chuyện này truyền khắp thành phố Ban Sơ không? Dukas nặng nề thở hắt ra, có phải anh còn chưa thành niên không? Tôi sẽ bỏ qua cho các anh vì lời uy hiếp kiểu này ư? Vậy thì đấu thêm một trận vật cổ tay nữa, nếu anh thua thì phải cho chúng tôi ra khỏi thành phố. Thương Kiến Diệu hoàn toàn không tiếp lời vừa rồi của Dukas, tư duy nhảy cóc, đưa ra đề nghị mới. Dukas suy nghĩ một chút, sắc mặt chợt trở nên tại mét. Anh ta phát hiện ra lúc này mình không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nghĩ tới sức lực khủng khiếp kia, anh ta cảm thấy đây không phải là trình độ mà con người có thể đạt tới được. Anh cũng có thể lựa chọn đấu với tôi. Thương Kiến Diệu dùng giọng điệu trêu chọc để kích thích đối phương. Dukas im lặng vài giây, tự mình nói, đội ngũ như của các anh, hiện giờ ra khỏi thành phố tốt hơn là giữ lại ở trong thành phố. Nhưng, vẫn phải kiểm tra một chút. Để tôi tự mình làm, yên tâm, sẽ không mở thùng của các anh, chỉ nhìn xem có mang theo tội phạm chạy trốn hay không. Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay. Điều này khiến cho Dukas lập tức có chút hối hận, không muốn thừa nhận bản thân vừa nói những câu đó. Thương Kiến Diệu chợt chuyển đề tài, người mà các anh muốn tìm có phải có mái tóc màu nâu, mắt màu xanh lục, luôn dùng khăn quàng cổ che kín miệng không? Dukas gật đầu một cái, đây cũng không phải là bí mật gì. Sau khi cuộc biểu tình của công dân gặp phải vụ nổ, các quản lý trị an đã đi khắp nơi tìm người này.
e rằng khăn quàng cổ chỉ là đặc thù cố tình làm ra. Thương Kiến Diệu một lần nữa giơ tay sờ cằm, cho dù xung quanh miệng có vết tích rõ ràng, cũng có cách khác để che giấu. Dukas không trả lời, chỉ để lộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thương Kiến Diệu lại một lần nữa cười nói, một vấn đề cuối cùng. Đám người kia rốt cuộc muốn làm gì, muốn đạt được mục đích gì? Dukas im lặng một hồi rồi nói, người bị bắt kia đến từ quân đoàn Đông Phương, là một sĩ quan đã xuất ngũ, hắn muốn ám sát tất cả các thành viên của phái bảo thủ, thúc đẩy một vòng bành trướng mới. Quân đoàn trưởng quân đoàn Đông Phương chính là tướng quân Gaius, mới lên nguyên lão, thủ lĩnh của phái cải cách. Vậy à, Thương Kiến Diệu luôn là người giữ đúng giao hẹn, nói không hỏi nữa là không hỏi nữa. Anh và Dukas cùng nhau về đến bên cạnh xe, cùng anh ta mở cửa xe và cốp sau, kiểm tra mỗi một góc ngách có thể giấu được người. Người thức tỉnh có thể che giấu ý thức của mình khiến người cùng ngành không thể cảm ứng được, trừ khi hai bên đã từng tiếp xúc. Sau khi xác nhận thùng đựng thiết bị khung xương quân dụng không có vấn đề gì, Dukas theo lời hứa, không mở nắp thùng ra. Chỉ rút một thanh mã tấu rất mỏng, xuyên nó vào khe hở của những chiếc thùng này, đâm vài cái vào trong, khuấy một hồi. Thấy không có cảm giác đâm trúng vào thân thể mục tiêu, cũng không có máu tươi chảy ra, Dukas thu lại mã tấu, nói với đám binh lính, hai chiếc xe này không có vấn đề gì. Đám binh lính lập tức mở trạm kiểm soát, cho nhóm 5 người của tổ điều tra cũ lái xe ra khỏi cây cầu lớn. Trong quá trình này, Thương Kiến Diệu có hạ cửa xe xuống, quay người lại vẫy tay với Dukas, tỏ ý cảm ơn. Dukas hoàn toàn không có cảm giác vui mừng. Biểu hiện của tên này khiến những người xung quanh đều cho rằng anh ta bao che cho người thân. Anh ta mang theo gương mặt xanh xám, quay người trở về chiếc xe chỉ huy bọc thép. Trên chiếc xe Jeep cũ của tổ điều tra cũ, Tương Bạch Miên bật cười ha hà nói, Dukas không nổi điên ngay tại chỗ. Tẩn cho anh một trận, chứng tỏ năng lực khống chế cơn nóng giận của anh ta cũng không tệ lắm. Vừa rồi thực ra Tương Bạch Miên đã chuẩn bị tâm lý Dukas đột nhiên trở mặt, bên này buộc phải mạnh mẽ xông qua trạm kiểm soát. Tôi cho rằng chúng tôi đã xây dựng được tình hữu nghị, Thương Kiến Diệu tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tương Bạch Miên không tiếp tục đề tài này nữa, nói với vẻ suy tư. Không ngờ kẻ ám sát ở sân giác đấu kia lại là người từng đi lính ở quân đoàn Đông Phương, vũng nước của thành phố Ban Sơ thực sự càng ngày càng đục rồi. Ha ha, có thể là Vu Oan cũng có thể là giáo phái cái bóng vặn vẹo đang âm thầm sâu chuỗi, thử đi một mình. Dù sao tôi cũng không tin gái ớt khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm của phái bảo thủ lại cho người làm ra những chuyện tương tự vào thời điểm này. Còn có đồng bọn của kẻ ám sát lại là người thực hiện vụ nổ trong cuộc biểu tình của công dân, và cuộc biểu tình kia là do gái ớt triệu tập. Có lẽ đầu óc gái ớt không được bình thường lắm, Thương Kiến Diệu cho ra một lời giải thích. Lúc hai người đang nói chuyện, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần và Gnawa ở xe phía sau vẫn giữ yên lặng. Đối với Long Duyệt Hồng mà nói, lúc ở với đồng đội thật sự, anh không cần cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, cần phải trò chuyện vài câu. Miễn là bầu không khí không lúng túng, thì anh có thể thoải mái tận hưởng sự yên bình, không cần lo lắng điều gì. Hắn bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt về phía đông bắc. Nơi đó có di tích số 13 của khu phế tích. Sau khi Gnawa nghe lén nhiều lần, tiến hành đo lường từ các địa điểm khác nhau, tổ điều tra cũ cuối cùng đã xác định kênh phát thanh đạo và sửa chữa thiết bị điện thực sự nằm ở khu phế tích, hơn nữa vị trí chưa từng thay đổi. Điều này khiến cho Long Duyệt Hồng càng ngày càng có cảm giác giống một câu chuyện ma xưa cũ. Cũng may là lần này bọn mình tới dãy núi. Long Duyệt Hồng không dám nói câu cảm khái này ra khỏi miệng, tránh cái xấu thì linh cái tốt lại không linh. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Trường Dạ Dư Hỏa của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.